báo động là tử vong do các bệnh tim mạch, chủ yếu là tử vong sớm do không được can thiệp kịp thời. Hiện nay, có rất nhiều kỹ thuật mới trong can thiệp tim mạch giúp các bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch một cách chính xác và hiệu quả. Chính vì vậy, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đã phối hợp với Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam tổ chức buổi hội thảo nhằm cập nhật chẩn đoán hình ảnh tim mạch học và can thiệp tim mạch năm 2024. Đến dự với buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham dự hiện diện của các chuyên gia, vị đại biểu, lãnh đạo, khách quý. Về phía Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam chủ tọa. Tiến sĩ bác sĩ Phan Tuấn Đạt, Viện Tim mạch Việt Nam báo cáo viên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Tuấn, Viện Tim mạch Việt Nam báo cáo viên. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Nhật Minh, Viện Tim mạch Việt Nam, ekip can thiệp. Thạc sĩ Đinh Anh Tuấn, Viện Tim mạch Việt Nam, ekip can thiệp. Về phía công ty cổ phần tập đoàn Lạc Việt, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, tôi xin trân trọng giới thiệu Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Quang Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Việt. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú Bùi Văn Mạnh, chuyên gia cao cấp thận lọc máu ghép tạng, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Thạc sĩ, bác sĩ Tô Thái Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Cùng trưởng phó các khoa phòng, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt và Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên. Về phía nhà tài trợ, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Nhật Quy, Giám đốc Kinh doanh Philip Việt Nam. Cùng đại diện các nhà phân phối của Philip tại Việt Nam, các quý vị lãnh đạo, khách quý, các bác sĩ đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Yên Bái. Xin trân trọng chào đón quý vị ạ. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Quang Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Việt lên sân khấu phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam và các chuyên gia của Viện Tim mạch Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các khách quý. Hôm nay, Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Việt rất phấn khởi được đón tiếp Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, có thể nói là chuyên gia hàng đầu về tim mạch và tim mạch can thiệp của Việt Nam, đến dự và chỉ đạo chuyển giao những kỹ thuật về can thiệp cũng như là có những cái phát biểu chỉ đạo để cho cái chuyên môn kỹ thuật về tim mạch của Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt của chúng ta và hệ thống của về điều trị tim mạch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Việt phát triển. Thì báo cáo với thầy Hùng là Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt thì tiền thân là một cái phòng khám cách đây 16 năm. Năm 2013 thì ra đời Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Và cho đến nay thì bệnh viện một hệ thống các bệnh viện thành viên là Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt tại đây với quy mô mà chúng tôi vừa mới đề nghị Bộ Y tế thẩm định để nâng lên là 400 giường kế hoạch. Nhưng mà trong cái khả năng về cơ sở hạ tầng ở đây thì có thể đảm đương được 600 giường bệnh. Trong đó có đầy đủ các phòng bệnh với các cái phân khúc khác nhau như là những đơn nguyên mà một giường một người, đơn nguyên một giường hai người, khoảng 4 buồng bệnh. Và chúng tôi đang đề xuất với tỉnh để xây dựng một bệnh viện hữu nghị Lạc Việt khu vực ở Phúc Yên với quy mô 200 giường bệnh, và tỉnh cũng đã có cái chủ trương
cho bệnh viện chúng tôi, cho công ty khoảng 2 hectare đất. Và nhà đầu tư cũng đang tiếp tục là mở một cái bệnh viện tại cái phân khúc ở dưới bệnh viện ca, cái cơ sở 1 ấy, cái thuê lại cái đó để phát triển cái hệ thống nguồn lực Việt về Hà Nội nữa. Nên đấy là, còn ở đây thì kế hoạch của công ty là vẫn tiếp tục mở thêm một cái bệnh viện nữa tại khu vực sông Lô Lập Thạch, nghĩa là cái khu vực đấy nó giáp Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ, là tỉnh Phú Thọ, mà đặc biệt là với một cái bệnh viện rất lớn là bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, là bệnh viện đấy cũng Bộ Y tế cũng tập trung chỉ đạo và đã có cái phê duyệt ấy, là nâng cái bệnh viện đó thành bệnh viện vùng của khu ở phía Bắc này. Đấy là cũng là cũng nhà đầu tư là cũng rất là mạnh dạn, cũng là quyết tâm rất là cao. Thế và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thì báo cáo với anh Hùng là trước đây tôi làm quản lý ở ngành thì về giường bệnh của y tế công lập của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay thì cũng là một trong những tỉnh mà đứng đầu về giường bệnh của các bệnh viện ở trong vùng đồng bằng sông Hồng ấy, chứ không nói là ở phía Bắc đây. Thế với bây giờ là khoảng 38 giường bệnh cho một người dân. Thế và các bệnh viện ấy đang được tập trung xây dựng rất là quy mô rất lớn, hiện đại. Ví dụ bệnh viện đa khoa tỉnh là 1.000 giường bệnh, nhưng quy mô xây dựng của bệnh viện này 80.000 mét vuông, 8 vạn mét vuông theo cái tiêu chuẩn Việt Nam. Cái bệnh viện sản nhi, mà chị Thủy, bác sĩ chuyên khoa 2 Thủy, giám đốc bệnh viện 500 giường bệnh thì quy mô xây dựng là 60.000 mét vuông, rất là hiện đại. Thế và các bệnh viện chuyên khoa khác như bệnh viện phục hồi chức năng y học cổ truyền, rồi là bệnh viện tâm thần, cũng như là các trung tâm y tế cũng đang được tỉnh đầu tư rất là mạnh. Ở Vĩnh Phúc là có một cái nguồn thu lớn từ công nghiệp nên là có điều kiện như vậy. Cái trang thiết bị, đối báo cáo anh Hùng là trang thiết bị bệnh viện hữu nghị Lạc Việt ở đây là chúng tôi đầu tư là toàn những máy móc thiết bị hiện đại, anh máy cộng hưởng từ thì có 2 chiếc, có 2 chiếc, một cái mới là cái cộng hưởng từ 333.0, thế rồi hệ thống máy Philips, rồi hệ thống xét nghiệm sinh hóa hiện đại DSA và hệ thống xạ trị, cũng là những hệ thống hiện đại của ở đây. Theo báo cáo với anh là cho đến nay thì bệnh viện này có 118 bác sĩ, từ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cho đến các bác sĩ. Và chúng tôi đã được ủng hộ rất nhiều từ Bộ Y tế cũng như các bệnh viện trung ương như bệnh viện ca, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, rồi là bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chúng tôi cũng đã liên hệ với giáo sư Hùng cũng như hội chị thì phó giám đốc lên trên này là hội thảo trên này thì các học trò của chúng tôi cũng được các thầy đào tạo khá là nhiều. Và đối với bệnh lý về tim mạch nói chung và can thiệp tim mạch thì ngày càng phải chú trọng, bởi vì bệnh lý về tim mạch thì càng nhiều, nhất là các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng. Thế đấy là cái nhu cầu cao như vậy. Nên trong cái hôm nay chúng tôi rất phấn khởi được giáo sư Hùng lên thăm và truyền đạt như chỉ đạo cái chuyên ngành tim mạch nói chung và can thiệp tim mạch nói riêng, để có những cái định hướng để phát triển nó. Tất nhiên là ngoài cái việc chúng tôi cử các kíp của chúng tôi về viện học thì chúng tôi cũng đề xuất với giáo sư Hùng rằng trong một cái dịp nào đó giữa hai bệnh viện cũng như là cái chủ quản là công ty cổ phần tập đoàn Lạc Việt sẽ có những buổi làm việc chính thức với Viện Tim Mạch Việt Nam để chúng ta có những cái thỏa thuận, những cái hợp đồng về chuyển giao kỹ thuật như là trực tiếp làm những kỹ thuật khó tại bệnh viện, thì rồi sẽ có những cái trang bị đủ để chúng ta đủ năng lực để can thiệp cũng như đủ những cái phòng phẫu thuật, nếu can thiệp chúng ta không thành, như là những cái thiết bị để chúng ta hồi sinh sau những cái kỹ thuật can thiệp khó.
đó là những cái định hướng để chúng tôi mong muốn giáo sư Hùng và các chuyên gia của bệnh viện tim mạch Việt Nam hỗ trợ để chúng tôi phát triển, giúp cho người bệnh của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các người bệnh của các tỉnh khác ở trên xung quanh đây, chúng ta giải quyết được ở những cái tuyến gần hơn, trước hơn, nhanh hơn thì cái những cái tỷ lệ tử vong nó sẽ giảm xuống. Đấy là mong muốn và kính mong thầy Hùng quan tâm giúp đỡ thay mặt cho lãnh đạo công ty cổ phần Thực Vật và hai bệnh viện thành viên. Xin chúc sức khỏe giáo sư Hùng, tất cả các chuyên gia của viện tim mạch học, tim mạch Việt Nam, cái sức khỏe tốt và luôn luôn quan tâm đến bệnh viện hữu nghị Lạc Việt chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của thầy thuốc nhân dân bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Quang Thanh. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, chủ tịch phân hội tim mạch học can thiệp Việt Nam lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời giáo sư ạ. Vâng, rất là cảm ơn lời giới thiệu của bạn MC. Kính thưa bác sĩ Đặng Quang Thanh, thầy thuốc nhân dân, phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần Lạc Việt, sư Bùi Văn Mạnh cùng tất cả các đồng nghiệp, ban lãnh đạo của bệnh viện Lạc Việt cũng như là các quý đồng nghiệp ở khu vực Lạc Việt và khu vực thành phố ở đây. Thì trước hết là tôi rất là cảm ơn viện Lạc Việt đã mời chúng tôi đến đây gặp mặt trao đổi. Đặc biệt là tôi cũng xin nhấn mạnh là quê ngoại của tôi là ở chính Vĩnh Phúc, cho nên là mặc dù tôi không để ở đây nhưng mà bên ngoài là chính là Phúc ở Vĩnh Tường. Đó, cho nên mỗi lần về đây chúng tôi là về quê nhà. Và chúng tôi cũng có rất nhiều các thế hệ học trò đã học ở chỗ chúng tôi và hiện nay về đang làm công tác đây. Do đó chúng tôi cảm thấy hết sức là gần gũi như được về trong chính quê hương của mình. Thì chúng tôi cũng rất là vui mừng vừa được nghe bác sĩ Đặng Quang Thanh cũng có nói về cái tầm vóc về sự phát triển của bệnh viện Lạc Việt. Và cá nhân tôi thì cũng tin tưởng với cái tầm nhìn và với cái quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ làm được rất là nhiều việc để cho mang lại lợi ích cho cái người dân ở chính cái khu tỉnh Vĩnh Phúc, ở cái quê hương của chúng tôi ở đây, của chúng ta. Thì như chúng ta cũng được biết là bệnh lý tim mạch thì đã trở thành bệnh lý với cái tỷ lệ tử vong chiếm hàng đầu, nghĩa là cứ 10 người chết do bệnh tim mạch thì có 3.3 người chết do, thì nói 10 người chết chung thì 3.3 người chết do bệnh mạch. Đấy là cả thống kê Việt Nam chúng ta và trên cả thế giới. Nhưng có một điều là cái tỷ lệ tử vong đấy nó lại đang gia tăng ở các nước phát thu nhập trung bình thấp và thu nhập trung bình. Trong đó có Việt Nam chúng ta chiếm tới 75% là cái tỷ lệ tử vong nó rơi vào ở các nước đó. Hơn nữa thì cái những người sống còn lại thì tỷ lệ tích lũy do tuổi cao vân vân, do đó tổng số các bệnh lý về tim mạch cũng rất là nhiều, cái nhu cầu chăm sóc rất nhiều, gánh nặng về mặt kinh tế xã hội cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta rất vui mừng là trong những thập kỷ vừa qua chúng ta đã chứng kiến một sự phát triển rất là mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là chúng ta được hưởng lợi từ các nghiên cứu cũng như là các cái chính sách của các nước đã phát triển. Người ta cũng đã trải qua những giai đoạn, nhất là sau chiến tranh thế giới thứ hai, tổng số những người chết do bệnh nhồi máu cơ tim ở các nước phương Tây nó hơn cả tổng số người chết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Do đó cho nên là ngay sau chiến tranh thì các nước đó mới giật mình mà như này khủng khiếp quá, mà họ quay trở lại, họ xem xét, họ hiểu biết thêm về những cơ chế nguyên nhân gây bệnh, đồng thời họ phát triển đồng bộ các chính sách từ những các cơ quan có thẩm quyền cho tới sự hiểu biết người dân, và đặc biệt là vai trò của các giới chuyên môn trong khuyến khích nhà nước cũng như khuyến khích người dân thực hành để chúng ta phòng ngừa các bệnh tim mạch. Nhưng bên cạnh đó là đặc biệt là có phát triển như vũ bão của thì trong chuyên ngành can thiệp tim mạch thì chúng ta biết là gì, có những các cái tiến bộ rất là khủng khiếp. Bên cạnh các cái kỹ thuật truyền thống là điều trị nội khoa với một loạt các cái thuốc, các biện pháp chẩn đoán đã cho phép chúng ta chẩn đoán được bệnh rất sớm và chính xác, đặc biệt là biện pháp chẩn đoán hình ảnh. Các biện pháp phẫu thuật vẫn là truyền thống, nhưng tim mạch can thiệp là một ngành non trẻ. Thực tế chúng ta chỉ tính đánh dấu bắt đầu so với cả ngành y thì nó không có nghĩa lý gì cả. Nó chỉ bắt đầu từ những năm 1977 khi ông Gunzig ông báo
8 ca đầu tiên can thiệp động mạch vành, và người ta coi đấy là cha đẻ của chuyên ngành can thiệp. Nhưng cho tới nay thì tim mạch can thiệp đã trở thành một những chuyên ngành phát triển năng động nhất trong riêng chuyên ngành tim mạch riêng, và đặc biệt là trong kể cả ngành y khoa nói chung. Và rất nhiều các cái chuyên ngành khác bên cạnh của tim mạch cũng được hưởng lợi từ những cái ứng dụng của tim mạch can thiệp. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng ta can thiệp về nội tiêu hóa, chúng ta can thiệp về cả trong tai mũi họng, can thiệp về tất cả các cái chấn thương, các khớp, rồi cuộc sống vân vân, thì cũng dưới cái nguyên lý của chuyên ngành tim mạch can thiệp mà chúng ta có thể sẽ được nghe tới. Thì cũng sẽ xin thông báo cho chúng ta được biết là chuyên ngành can thiệp tim mạch riêng của Việt Nam chúng ta cũng có những biến đáng kể trong những cái giai đoạn vừa qua. Chúng ta có thể thấy rằng là từ những năm 1996 là có cái cắt lát đầu tiên ở Việt Nam, thì cho tới nay thì chúng ta đã có khoảng hơn 130 trung tâm trên nước đã có hoạt động về can thiệp. Và chúng tôi ước tính là năm 2019 thì theo cái khảo sát của chúng tôi là trên 35.000 ca được can thiệp mạch trong cả nước. Tuy nhiên, con số này nếu so với tổng số dân số của chúng ta khoảng 100 triệu thì nó rất là còn khiêm tốn. Rất khiêm tốn, do vậy cho nên là cái nhu cầu và thực tế nó còn phát triển hơn nhiều. Chúng ta lấy ví dụ một nước như Thái Lan với dân số ít hơn chúng ta rất là nhiều, nhưng cái can thiệp đã vượt mức cái con số 40.000 ca một năm cách đây đã khoảng gần 10 năm mà chúng tôi biết. Thì chúng có thể thấy tình hình nó là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta cũng vui mừng là ngành can thiệp của chúng ta cũng đã tiếp cận được như hầu hết các cái tiến bộ và kỹ thuật hiện nay trên thế giới có, và chúng ta không ngừng hội nhập phát triển. Thì chúng tôi cũng là một trong những cái thành viên của các cái hiệp hội tim mạch lớn trên thế giới, cũng như là cái hiệp hội tim mạch can thiệp lớn trên thế giới. Và trong tất cả các cuộc hội nghị hội thảo của chuyên ngành tim mạch can thiệp thì chúng tôi cũng được mời với tư cách là chủ tọa đoàn, báo cáo viên, hoặc là báo cáo chia sẻ những kinh nghiệm, để chúng ta thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể hội nhập và chúng ta chia sẻ được kinh nghiệm của chúng ta, thay vì là trước đây chúng ta chỉ đi học hỏi. Và chúng tôi cũng như vậy, thì cái cách mà chúng tôi cũng rất mong ở giữa các trung tâm của chúng ta sẽ khác biệt trung tâm trên hay trung tâm dưới, và chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau đào tạo, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tiến bộ. Và chúng tôi về phía người được giao trọng trách là được coi là những người đi đầu trong cái phát triển cái chuyên ngành tim mạch can thiệp này, cũng như là người đang giữ những các cái chức lãnh đạo trong ngành tim mạch cũng như là tim mạch can thiệp, thì chúng tôi cũng hết sức là mong muốn và cam kết sẽ luôn luôn đồng hành, giúp đỡ cùng tất cả các bạn các tuyến nói chung, và đặc biệt là bệnh viện đặc biệt ở đây, thì chúng tôi luôn là cam kết sẽ cùng giúp đỡ, cùng đào tạo, cùng chuyển giao, cùng chia sẻ các cái kinh nghiệm mà chúng ta để có được. Và tôi tin tưởng với sự quyết tâm cũng như là sự ủng hộ của lãnh đạo của bệnh viện như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ làm được công việc. Ngày hôm nay thì nữa là chúng tôi cảm ơn rất là đây gặp mặt tất cả các quý đồng nghiệp ở khu vực này để cùng nhau chia sẻ một số các vấn đề cập nhật trong chúng tôi chỉ nói là cập nhật hết sức là sơ đẳng thôi, nghĩa là một cái bộ mắt nhìn chung thôi. Đi sâu vào cái lĩnh vực này thì chúng ta còn rất rất nhiều những các cái cuộc thảo, những các cái liên kết chúng ta cùng làm việc, và lại lại một lần nữa hơn ở bên cạnh các bạn và sẵn sàng giúp. Xin cảm ơn, chúc sức khỏe. Xin chào, cảm ơn. Trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng tâm huyết của giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng. Thì thưa quý vị, thì ngày hôm nay ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị những bó hoa tươi thắm gửi tặng cho các báo cáo viên và ekip can thiệp của hội thảo. Tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu tiến sĩ bác sĩ Phan Tuấn Đạt, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Tuấn, thạc sĩ bác sĩ Phạm Nhật Minh, thạc sĩ Đinh Anh Tuấn, thạc sĩ bác sĩ Trần Trọng Khang, đại diện cho các báo cáo viên và ekip can thiệp lên sân khấu nhận hoa từ ban tổ chức. Tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, chủ tịch phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam, thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Quang Thanh, phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn Lạc Việt, lên sân khấu tặng hoa cho các báo cáo viên và ekip can thiệp. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu tặng hoa cho ekip can thiệp phó giáo sư tiến sĩ đại tá thầy thuốc ưu tú Bùi Văn Mạnh, chuyên gia cao cấp thận lọc máu ghép tạng bệnh viện Nhi Lạc Việt. Xin trân trọng kính mời giáo sư ạ.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị ạ. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với các nội dung báo cáo khoa học. Xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam. Xin trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ đại tá thầy thuốc ưu tú Bùi Văn Mạnh. Và xin trân trọng kính mời thầy thuốc nhân dân bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Quang Thanh lên vị trí chủ tọa. Xin trân trọng kính mời các ông ạ. Dạ vâng ạ, sau khi tham vấn ý kiến của chuyên gia, xin trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 bác Hiền ạ. Bác sĩ Hiền ạ sẽ cùng lên phần chủ tọa với chúng tôi ạ. Xin trân trọng kính mời bác Hiền ạ. Dạ vâng ạ, xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến ạ. Xin trân trọng kính mời các bác ạ. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Hùng điều hành phần báo cáo ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin cảm ơn và xin phép là chúng ta bắt đầu ngay vào cái phần số 1 của chúng ta là phần hội thảo đầu tiên về giới thiệu một số các cái tiến bộ trong tim mạch can thiệp. Thì phần đầu tiên thì chúng tôi xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Tuấn, cũng là một chuyên gia chuyên ngành tim mạch can thiệp của chúng tôi, sẽ giới thiệu về một số tiến bộ trong chuyên ngành tim mạch can thiệp. Bác sĩ Tuấn. Vâng ạ. Kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, thưa toàn thể các bạn đồng nghiệp, thì theo chương trình thì tôi xin trình bày một cái bài đầu tiên, thì cũng như lời giới thiệu của giáo sư Phạm Minh Hùng, thì trong cái lĩnh vực tim mạch nói chung và đặc biệt là cái tim mạch can thiệp nói riêng, thì hiện nay nó phát triển như vũ bão, rất nhiều các kỹ thuật khác nhau. Thì trong một khuôn khổ bài nói ngắn như này, chúng tôi không thể nào mà đi hết tất cả, mình chuyên sâu về từng cái lĩnh vực riêng biệt. Thì sau đây xin phép trình bày những cái tiến bộ, những cái nét đại cương chính thôi về những cái tiến bộ trong tim mạch can thiệp trong những năm vừa qua. Thì chúng ta đều thấy là từ những vài trăm năm trước thì đã có cái manh nha, những cái đầu tiên hiểu biết dần về cái hệ thống tuần hoàn của cơ thể con người. Nhưng mà vài trăm năm về sau, tiếp theo nữa, chúng ta thấy là với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, tất cả các cái phương án chẩn đoán hình ảnh, các phương tiện xâm lấn, các thiết bị đo, các thiết bị cải tiến về mặt chế tạo các cái vật liệu nữa, giúp cho các bác sĩ và các chúng ta ngày nay có rất nhiều các cái phương tiện, nhiều công cụ khác nhau để tiếp cận vào và điều trị các cái bệnh lý về tim mạch. Thì chúng ta cũng ngược lại một chút về lịch sử, thì cách đây khoảng 100 năm, khoảng năm 1929, thì đây là cái sự kiện đầu tiên khi một cái bác sĩ tên là Frostman, người ông đã đưa lần đầu tiên mà thông tin được cho con người. Và từ đó này gần 100 năm tiếp theo, chúng ta đã trải qua 100 năm phát triển và có rất nhiều các cái tiến bộ trong cái tim mạch can thiệp như vậy. Thì đây chúng ta điểm lại một số những cái nét chính. Chúng ta thấy 100 năm 1929 thì bác sĩ Frostman, các bạn thấy hình ở đây là ông tự đưa một cái ống thông vào trong cái tĩnh mạch của ông đấy và xong đưa lên thông được cái tim phải, đúng không ạ? Thì đây là cái ghi nhận lần đầu tiên mà một người rất dũng cảm, đúng không ạ? Tự mình thông tim cho chính bản thân mình, thì đây là cái dấu ấn đầu tiên. Sau đó và vài chục năm sau thì bác sĩ Soles, ông ấy đã là người đầu tiên chụp được cái động mạch vành chọn lọc cho các cái người bệnh. Đây là cũng là bước tiến tiếp theo. Và đến năm 1964, tức là cũng không xa cái đê đô đó, 60 năm trước, thì một bác sĩ tên là Doctor, ông ấy đã dùng những quả bóng ông nong cái động mạch ở dưới chân để điều trị các bệnh lý hẹp động mạch chi dưới. Thì đấy là những cái bước tiến từ cách đây tầm 60 năm. Và tuy nhiên là chúng ta thấy là cái này nó không chạy. Đến năm 1977 chúng ta thấy là đây là một cái cha vị gọi là coi như là một ông tổ của ngành tim mạch can thiệp. Thì đây là bác sĩ Gunzig, người Đức, đúng không ạ? Ông ấy đã là một cái người bác sĩ đầu tiên mà có thể tiến hành can thiệp cho động mạch vành con người giống như cái công việc mà chúng ta làm, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta làm hàng ngày đây, thì đã manh nha cách đây là khoảng độ đâu đó gần 50 năm trước, thì ông với một cái giấc mơ là ông sẽ có thể can thiệp được những bệnh lý tim mạch ở cho những người bệnh nhân còn thức tỉnh, vẫn đang nói chuyện bình thường, vẫn có thể can thiệp được chứ không phải là các bác sĩ mà vì bệnh tim mạch tôi phải gây mê, tôi phải mổ tôi mới chữa được người ta, giờ bệnh nhân vẫn tỉnh táo nói chuyện bình thường mà tôi có thể được chữa bệnh. Đấy là một cái giấc mơ lớn của ông đấy. Thì đây là cái ca đầu tiên ông ấy đã một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Hay sao ông ấy chụp lên có hẹp khít cái động mạch lên trước, sau đó ông dùng bóng cũng chỉ nong đơn thuần thôi. Thế thì rất là may mắn bệnh nhân đó vẫn ổn định và khỏe về lâu dài. Hàng mấy đằng chục năm sau chụp lại cái mạch vành nó vẫn được tồn tại, vẫn được rộng rãi như thế này.
Và ông ấy là được coi là cái người khai sinh ở ông tổ của ngành tim mạch can thiệp. Thế thì từ cái ban đầu, từ những cái can thiệp động mạch vành như vậy, thì cho đến nay với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là cái sự nghiên cứu rất nhiều các bác sĩ cũng như các cái công ty phát triển các vật tư y tế, người ta đã tiếp cận với rất nhiều các cái hình thái bệnh lý tim mạch khác nhau, đưa ra nhiều cách điều trị bệnh khác nhau. Ví dụ ở đây đó là những cái can thiệp các bệnh lý động mạch chủ, đúng không ạ? Người ta thấy có nhiều kích thước cái loại stent để đưa vào để can thiệp được những động mạch chủ. Tiếp theo nữa là những cái tiến bộ về can thiệp những cái van tim. Trước đây chúng ta nghĩ là mổ phanh mới là mổ thể thay van tim. Thế nhưng bây giờ chúng ta thấy là hoàn toàn có thể là tiếp cận thay các van tim của nó qua đường ống thông mà không cần phải mổ phanh người bệnh. Để các rồi thì các hệ thống theo dõi trong buồng tim, các cái máy tạo nhịp tim, rồi thì các cái liệu pháp mà chúng ta sẽ giúp các dụng cụ điều trị, dùng các dụng cụ mà điều trị cho nhân không phải dùng thuốc hoặc giảm cái loại dùng thuốc đi, đúng không ạ? Ví dụ như là những cái điều trị ở đây là đốt thần kinh giao cảm động mạch thận, hoặc là chúng ta sẽ biết cái các cái tiểu nhĩ vân vân, sẽ làm cho việc dùng thuốc giảm đi rất là nhiều. Để biết tiểu nhĩ đây. Và ngoài ra thì các cái trong các tiến bộ về điều trị các bệnh lý suy tim, cấy ghép thiết bị vào điều trị suy tim cũng là những cái bước tiến rất lớn trong tim mạch can thiệp. Và bên cạnh đó, bên cạnh những cái tiến bộ về cái mặt công cụ thì cũng đã một loạt các cái sách giáo khoa, rồi thì các cái tài liệu hướng dẫn rất cụ thể, các khuyến cáo rất nhiều và rất là chi tiết về chuyên sâu từng ngành cũng đã ra đời, nhằm đưa các bác sĩ có đủ những cái kiến thức về mặt lý thuyết cũng như tất cả các phương tiện về mặt thực hành để giúp các bác sĩ có thể thực hành cái công việc của mình một cách tốt nhất. Thì tim mạch can thiệp đó là gì? Thì đây đó chính là những cái khái niệm mà hết sức là cơ bản, đó chính là tiếp cận qua đường mạch máu, chúng ta sẽ đưa các trang thiết bị lên để điều trị, để sửa chữa các bệnh lý tim mạch dưới màn huỳnh quang tăng sáng và có sử dụng cái tia X quang, đúng không ạ? Rất là đơn giản, chúng ta sẽ dưới một cái máy chụp mạch để chúng ta sẽ đưa thiết bị qua đường động mạch hoặc tĩnh mạch, sẽ lên thao tác vào các cái vị trí như động mạch vành, động mạch ngoại vi, các cái bệnh tim cấu trúc và các mạch máu lớn và các cái can thiệp về rối loạn nhịp tim, vân vân. Thì đối với cái mảng tim mạch đồng các tiến bộ trong can thiệp động mạch vành thì chắc là can thiệp động mạch vành thì ở bệnh viện Lạc Việt chắc các chúng ta cũng đã quen thuộc, đúng không ạ? Chắc đâu đó trong các buổi giao ban cũng sẽ có nói về những câu chuyện như thế này và những buổi sinh hoạt học đã có rồi. Thì trong gần đây thì có những tiến bộ như thế nào, đúng không ạ? Ta đều thấy là hiện nay chỉ ta thấy là cái việc đặt stent động mạch vành đã là biện pháp điều trị thường quy. Đây là một cái động mạch vành có hẹp, cái sau đó người ta nong bóng ra, nó bớt hẹp hơn và đưa vào đấy ống stent. Cái sau đó sẽ nở ống stent ra và cuối cùng rút quả bóng ra và còn lại ống stent nó là cái giá đỡ làm cho cái khung cái động mạch vành nó bị hẹp, giờ được rộng rãi như trở lại. Thì cho đến chúng này ta bây giờ là từ năm 1977 từ ông Gunzik cho đến giờ để cái việc mà chúng ta đặt stent đã trở thành một cái công việc thường quy và là một cái bệnh việc điều trị hết sức cơ bản của các bệnh viện của có tim can thiệp. Ở đây là một cái ví dụ, đúng không ạ? Hẹp động mạch nhân bị hẹp khít cái động mạch mũ, chúng ta đặt stent vào, cái sau đó động mạch nó được rộng rãi như bình thường. Đấy là dưới cái sự dưới màn hình màn X quang tăng sáng, ta bơm thuốc cản quang vào, hiện ra lòng mạch và hiện ra vị trí mạch máu nó hẹp khít, đặt stent vào chúng ta thấy là sau khi đặt xong lòng mạch đã được rộng rãi trở lại như bình thường. Thế thì những cái giai đoạn đầu tiên khi mà chưa có ra đời cái stent là ống giá không ra đỡ của động mạch, thì người ta thấy là cái động mạch vành mà bị hẹp ta dùng bóng nong ra xong một thời gian sau nó lại hẹp trở lại, dần dần những cái mô trong cái mạch máu nó sẽ co lại và nó làm cho mạch máu nó hẹp trở lại. Thế chính vì thế mà phải cần một cái thiết bị gió để giữ cho lòng mạch được rộng rãi, để chính sự là sự ra đời của ống stent. Thì những ngày đầu tiên khi có ống stent ra đời thì đó là những cái loại stent hết sức là thô sơ, gọi là cái stent thường, đúng không? Nó chưa có những công nghệ đặc biệt như bây giờ. Thế thì nó sẽ làm có một ưu điểm, đó chính là vì có cái ống ra đỡ như này thì làm cho mạch máu nó không bị hiện tượng co hẹp lại sau khi nong bóng. Như vậy nó sẽ giúp cho lòng mạch được thông thương rộng rãi. Thế tuy nhiên nó lại gặp phải cái vấn đề, đó chính là sau một khoảng gian nhanh chóng là sau bản thân ống stent là những chấm đen bên ngoài đây, đúng không ạ? Ta thấy là bên trong lòng nó lại bị tái hẹp trở lại, làm cho lòng mạch lại hẹp trở lại. Trên cả giải phẫu bệnh hoặc là các cái mổ sinh thiết ra, thấy thế là cái sau bên ngoài stent bên đây nhưng bên trong là cả một cái hệ thống nội mạc nó bị dày lên, nó bị tái hẹp rất là nhiều. Thế để chính vì vậy mà người ta đã phải nghĩ đến ngoài cái việc là đặt stent ống stent thông thường là phải làm đó đưa được những cái thuốc chống phân bào vào cái mạch máu đó, thì họ sẽ ra đời những cái thế hệ gọi là stent phủ thuốc. Thì cái hệ đó nó sẽ dựa trên những khung kim loại, đồng thời họ sẽ phủ những cái lớp lớp polymer ở trên đó. Cái trên lớp polymer đó họ sẽ gắn những cái thuốc lên, có thể là thuốc những cái gọi đầu là thuốc paclitaxel, về sau là sirolimus, thì họ gắn cái thuốc chống phân bào này lên trên bề mặt của stent thông qua một cái lớp polymer và đưa được cái thuốc đến cái vị trí. Và chính vì cái sự ra đời của những stent phủ thuốc này, ngày đó nó gần như là một cuộc cách mạng, làm cho cái việc tái hẹp của stent phủ thuốc, đúng không ạ? Stent không phủ thuốc, stent thường, nó đã tránh được cái hiện tượng tái hẹp khi chúng ta chuyển sang dùng stent phủ thuốc. Thế thì tuy nhiên được cái nọ này không được cái kia, đúng không ạ? Tuy làm giảm được tỷ lệ tái hẹp, thế nhưng mà cái tỷ lệ lớn
một có một tỷ lệ lớn đó chính là cái stent là sau khi đặt xong stent một thời gian sau lại tắc trở lại ống stent. Đấy là vì tại sao như vậy? Vì khi những stent phủ thuốc ra đời thì làm cho cái lớp nội mạc nó bị các thuốc chống phân bào nó ảnh tác động đến, làm cho nó lâu lành cái vết thương hơn. Nó giống như cái vết sẹo ông ta, nó lâu lành sẹo hơn. Và qua đó chính vì cái việc lâu lành sẹo như vậy làm cho cái việc huyết khối trong stent hoặc là những cái vấn đề về kỹ thuật đặt stent nó chưa được tối ưu thì làm cho cái nội mạc nó bị tăng sinh, nó dày lên và huyết khối bám vào đấy gây tắc stent. Thì stent phủ thuốc ra đời đã giải quyết được câu chuyện giảm tỷ lệ tái hẹp đi nhưng lại gây ra cái tình trạng là huyết khối trong stent. Thế thì chính vì vậy mà gần đây, trong những năm gần đây, các cái hãng công nghệ người ta đã sản xuất ra những cái loại stent rất là tốt và đã được những chứng nhận rất là tốt của nhà nghề trên thế giới. Họ thấy là họ sẽ cải tiến những tất cả những thành phần của stent, những từ những cái khung da đỡ thì không làm bằng thép không gì nữa mà họ chuyển sang làm những cái chất thép, ví dụ như là titan hoặc là platinum. Rồi thì họ cải tiến về lớp polymer này, họ không dùng những cái chất mà có tính viêm gây viêm mạnh nữa, lớp polymer mỏng hơn, tính chất gây viêm ít hơn, và đồng thời ra đời những cái thuốc phủ thuốc tẩm lên trên bề mặt, nó không phải là những thuốc sơ khai trong ban đầu có độc tính tế bào nhiều mà họ sẽ thay những cái thuốc mới, ví dụ như everolimus hoặc là zotarolimus, thì qua đó tích hợp lại tất cả vấn đề về khung stent, chất polymer và thuốc sẽ tạo ra những stent rất là tốt hiện nay. Và qua với sự cải thiện công nghệ như thế này thì những stent phủ thuốc hiện nay thì gần như là rất là tốt và chúng ta có thấy tỷ lệ tái hẹp rất thấp sau khi chúng ta đặt stent phủ thuốc cho người bệnh. Bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta các nghiên cứu stent, người ta sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta đặt xong stent mạch vành rộng rãi trở lại rồi, thế nhưng mà làm cái nào đó mà chúng ta không làm cho stent nó có thể tiêu đi trong lòng mạch, không còn gì để lại trong lòng mạch nữa, thì đây là một cái hướng rất là tốt và các bác sĩ người ta cũng đã nghĩ ngay ra cái hướng đó và họ đã nghĩ ra những cái loại stent gọi là stent tự tiêu, đúng không ạ? Stent tự tiêu chúng ta thấy ở đây, sau khi đặt stent vào đây là những cái chấm đây, những cái phần này là phần stent, đúng không ạ? Nằm ở trong lớp áo của động mạch, sau 3 năm thì toàn bộ những cái lớp đó nó tiêu đi hết, đúng không ạ? Thì những giai đoạn đầu người ta sẽ dùng cái chất liệu stent đó là bằng polymer. Thế tuy nhiên là những cái chất liệu polymer đó thì do nó phải chống đỡ cái động mạch vành, thế do vậy nó rất là dày và những cái thử nghiệm về stent bằng polymer đã không đạt được những cái tiêu chuẩn đặt ra. Và như vậy là bây giờ họ chuyển sang những cái nghiên cứu mới là họ dùng chính những kim loại đấy, dùng stent tự tiêu nhưng được thiết kế bằng kim loại, đúng không ạ? Họ dùng cái chất liệu bằng magie, họ tạo những cái stent để đưa vào động mạch vành và thấy là quan sát bên trong từ sâu động mạch vành thấy là sau 12 tháng thì khoảng độ 95% các cái mắt stent đã tiêu biến hết và sau hẳn 3 năm thì toàn bộ cái lòng mạch sẽ quay trở lại như trạng thái ban đầu, không còn bất kỳ một cái chất liệu kim loại stent nào trong lòng mạch nữa. Thì đây là những tiến bộ và đưa ra những cái hứa hẹn rất là nhiều trong cái việc chúng ta sẽ đặt stent cho những cái người bệnh mà sau này chúng ta mong muốn là không còn stent ở trong người bệnh trong lòng mạch máu nữa, do qua đó mà giảm bớt các loại thuốc, ví dụ thuốc chống người tập tiểu cầu không cần thiết. Ngoài ra những cái công nghệ khác, ví dụ chúng ta sẽ không đặt stent mà chúng ta chỉ đưa cái thuốc chống phân bào đến cái vị trí tổn thương mà thôi, thì đây là những quả bóng phủ thuốc, đúng không ạ? Họ sẽ tẩm thuốc lên trên bề mặt quả bóng như thế này, cái sau đó đưa đến cái vị trí nong mạch vành ra và nong bóng lên thì cái chất thuốc nó sẽ ngấm vào trong các mô và đến lớp áo giữa của lòng mạch và như vậy sẽ làm giúp tăng sinh, làm chống cái sự tăng sinh của mạch máu ở đấy, làm cho cái mạch máu được rộng rãi và lại ít tái hẹp theo thời gian. Ngoài ra thì có một số những cái thiết kế stent rất đặc biệt dành cho những vị trí chỗ chia. Chúng ta đều biết là nếu các bác sĩ nào ở đây mà làm can thiệp thấy là những cái tổn thương chỗ chia đôi động mạch vành thì thông thường là những cái vị trí và tổn thương khó. Nó do vậy mà các cái bác sĩ người ta đã và các kỹ sư người ta đã nghĩ ra những cái stent có thể chuyên dụng cho những chỗ chia và làm cho những mắt bên rất là rộng rãi để chúng ta có thể làm sao đưa stent vào những mắt bên với nhiều kích thước, nhiều cái loại stent, nhiều cái mẫu mã stent khác nhau, nhiều thiết kế khác nhau được đưa ra, đúng không ạ? Thế tuy nhiên cho đến nay thì với sự tiến bộ khoa học thì những cái stent định dạng này thì nó cũng chưa cho thấy sự ưu biệt một cách cụ thể rõ ràng như những cái stent truyền thống. Do vậy những cái thiết kế trong tương lai có lẽ sẽ cần nhiều thiết kế khác nữa và những cái thiết kế về stent khác như nữa mới còn đem ra cái sự hiệu quả khác biệt. Chứ còn bây giờ thì các stent thế hệ mới nói chung nó đã có đảm bảo tốt cho cả những nhánh bên và những cái tổn thương chỗ chia rồi. Ngoài ra những cái tổn thương vôi hóa trong động mạch vành là những thứ rất là khó mà chúng ta khi can thiệp các động mạch cho người bệnh thì các công nghệ cho chúng ta có rất nhiều công nghệ để giúp chúng ta điều trị những tổn thương này, từ những cái quả bóng áp lực cao cho đến những áp lực siêu cao. Khi mà cái vỏ ngoài lớp bóng được tạo thành lớp kép gồm hai lớp này rất rất là chắc, quả bóng rất chắc chắn và khi đó người ta sẽ dùng áp lực rất cao để làm cho mảng xơ vữa bị vỡ ra để có thể đặt stent được, cho đến những cái quả bóng gọi là dùng các cái thanh kim lưỡi dao kim loại gắn trên quả bóng như thế này đưa vào mảng xơ vữa, mình cắt cho mảng xơ vữa nó vỡ theo cái ý muốn của chúng ta, đúng không ạ? Rồi thì những cái quả bóng mà quấn cái lõi dây kim loại cũng làm cho cái mảng xơ vữa nó vỡ ra một cách có chủ đích và làm cho cái chuẩn bị tổn thương tốt hơn, giúp cái quả đặt stent một cách tốt hơn.
Ngoài ra thì có nhiều cái phương tiện máy móc hiện đại hơn khác nữa để giúp điều trị tổn thương vôi hóa. Từ những cái mũi khoan giống như y hệt chúng ta, các cái bác thợ cơ khí khoan các cái kim loại hoặc là khoan gỗ, thì tương tự như vậy thì các cái mũi khoan này cũng sẽ khoan những cái vôi cho nội mạch. Có hai nhiều cách khoan khác nhau, cách khoan đồng tâm hoặc là cách khoan lệch tâm để làm sao đó cho cái vôi nó bay bớt đi, và đồng thời những cái có thể dùng tia laser để bắn vào những mảng vôi cho vỡ mảng vôi ra, hoặc là dùng cái cơ chế giống như cái gọi là tán sỏi thận, đúng không ạ? Tán sỏi thận thì người ta đưa cái sông cái ống cái bóng này vào trong cái lòng mạch vành và phát ra những sóng gọi là sóng xung kích, thì nó giống như là tán sỏi thận, thì nó sẽ làm vỡ những cái mảng mảng sỏi mảng vôi ra. Thì tương tự như vậy cái bóng này cũng sẽ giúp đánh tan những cái mảng vôi ở trong động mạch vành và làm cho việc can thiệp mạch vành một cách thuận lợi hơn, kết quả tốt hơn, tái hẹp ít hơn về trong lâu dài. Ngoài ra những cái thiết bị khác trong can tim mạch can thiệp cũng được cải tiến rất nhiều với công nghệ hiện đại. Chúng ta thấy là có những cái ống đường kính rất nhỏ, nó chỉ to bằng cái tăm của chúng ta thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái ống nó đã quấn, nó co gồm nhiều lớp khác nhau, lớp rồi thì phủ những cái lớp chống lớp ái nước khác nhau để giúp chúng ta thiết bị đưa được các thiết bị một cách dễ dàng đến các mạch máu. Và ngoài ra ống rất nhỏ như vậy bằng cái tăm nhưng mà có thể gồm có nhiều rất nhiều lớp khác nhau, đúng không ạ? 5-7 cái lớp khác nhau để có tác dụng là sao mà xuyên qua được những tổn thương tắc mãn tính hoặc là xuyên qua những tổn thương nó khó nó vôi, giúp cho ta và đưa cái thiết bị qua được tổn thương trong động mạch vành, giúp cho bệnh nhân can thiệp được, đúng không ạ? Như một cái ống thông siêu nhỏ ở đây, nó chỉ to hơn cái nhỏ hơn cái tăm một chút thôi, nó chỉ to hơn cái tăm một chút đấy, nhưng mà có đến 4-5 lớp khác nhau, được 5 cái lớp áo khác nhau, chứng tỏ công nghệ quấn làm sao ra được những cái ống thông đó thì rất là quan trọng để làm sao đưa được những cái tạo được những cái thiết bị rất tốt cho các bác sĩ sử dụng. Ở đây hoặc ở đây một ống đặc biệt chúng ta có thể ống đó có thể luồn vào những cái mạch cực kỳ nhỏ để làm sao đưa thiết bị rất nhỏ tới cái vị trí mong muốn để giúp chúng ta can thiệp mạch vành một cách tốt hơn. Ngoài ra những cái ống thông như vậy 11 nòng thì lại có những ống thông lại có 2 nòng khác nhau để mỗi nòng đưa một cái dây, mỗi nòng đưa một cái dây vào để chúng ta có thể can thiệp được mạch vành một cách thuận lợi nhất, giúp cho nhiều cái tổn thương khó giúp chúng ta can thiệp một cách dễ hơn. Ngoài ra thì trong các cái máu đông, cục máu đông ở trong động mạch vành hoặc là các cái trong động mạch khác như động mạch thận, động mạch phổi thì chúng ta sẽ các bác sĩ các người ta cũng đã có nhiều cái thiết bị giúp ta hút máu đông ra, đúng không ạ? Ví dụ những cái thể dùng tay dùng những hút áp lực bơm âm tính người ta hút cái cục máu đông trong lòng mạch ra ta đưa ra ngoài, hoặc là dùng những máy hút mạnh hơn chúng ta sẽ tạo áp lực âm liên tục và những ống thông rất là to để giúp là chúng ta hút được những máu đông từ trong mạch vành, từ trong mạch thận, từ trong mạch phổi, từ trong mạch não vân vân đưa ra bên ngoài, và sau đó thì giúp cho cái lòng mạch được khơi thông. Thì đây là những tiến bộ rất là lớn trong những cái việc cải tiến các cái loại máy móc giúp cho bác sĩ điều trị. Và ngoài ra thì những cái đánh giá về mặt chuyên sâu hơn vào trong lòng mạch vành, ví dụ là hệ thống IVUS dùng cái sóng siêu âm để đánh giá cái lòng mạch như thế nào cũng rất cho ta nhìn rất là chi tiết và xem một mạch máu là cấu tạo như thế nào, các lớp mạch như thế nào, mảng sữa bao nhiêu, mảng vôi như thế nào vân vân, đưa ra chúng ta đầy đủ các thông số để giúp chúng ta lên kế hoạch can thiệp cho bệnh nhân một cách chính xác nhất. Ngoài ra nó còn giúp đo đạc tất cả kích thước một cách hết sức chính xác, giúp lựa chọn stent, lựa chọn bóng một cách chính xác, đưa cái nâng cấp cái việc can thiệp động mạch vành một cách tối ưu hơn, hiệu quả hơn. Và họ có thể không chỉ dùng cái sóng siêu âm mà họ có thể dùng cái sóng gọi là cái hiệu ứng dụng của ánh sáng, dùng ánh sáng để chúng ta sẽ đánh giá bên trong lòng mạch như thế nào, đúng không ạ? Thì mỗi cái đều có cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Thế nhưng mà tự chung lại giúp chúng ta đánh giá rất sâu, rất kỹ là trong lòng mạch vành của chúng ta nó như thế nào, trong lòng mạch vành của người bệnh ra làm sao, đo đạc tất cả các thông số để giúp cho quá trình đặt stent một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, các thiết bị cũng giúp chúng ta là bên cạnh việc chỉ nhìn mạch vành về mặt cái giải phẫu thì cũng giúp đánh giá là cái sinh lý mạch vành đó ra sao. Ví dụ trên đây chúng ta quan sát đây một vị trí hẹp. Nhưng vị trí hẹp này có xứng đáng để gây ra đau ngực hay không? Vị trí hẹp này có xứng đáng để chúng ta đặt stent để thông mạch hay không? Thì chúng ta nhìn mắt thường thì đôi khi chúng ta không thể ước lượng hết trên tất cả mọi tình huống. Thì như vậy sẽ phải có những cái thiết bị gọi là chúng ta sẽ đo cái áp suất đầu xa, áp lực đầu xa của mạch máu. Là ví dụ đầu gần thì áp suất cao như thế này, nhưng qua chỗ hẹp thì áp suất nó giảm đi, thế giảm đến mức bao nhiêu đó sẽ phải đặt stent. Thì như vậy chúng ta sẽ có những cái dây gọi là dây đo phân suất dòng chảy của động mạch vành để xem cái mức độ chênh lệch áp lực giữa đầu gần và đầu xa ra làm sao, và giúp chúng ta sẽ đưa quyết định là một cái mạch vành trông thì hẹp như vậy nhưng đã đến mức đặt stent hay chưa. Thì cái thiết bị như này thì sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi là tổn thương này là chưa cần đặt stent, nhưng tổn thương kia cái áp lực nó giảm rất là nhiều rồi phải cần đặt stent, thì cũng giúp chúng ta sâu sắc hơn nữa về mặt sinh lý của động mạch vành, đúng không ạ? Tiếp theo là những cái tiến bộ trong can thiệp tim cấu trúc. Thì tim cấu trúc thì ở ngoài viện tim mạch chúng tôi cũng đã trong vòng khoảng 10 năm gần đây cũng đã làm rất nhiều những cái ca những cái bệnh nhân và cái tim cấu trúc. Thế thì tim cấu trúc người ta thấy là có những cái khái niệm bắt đầu từ những năm 2001, đúng không ạ? Người ta đã đưa ra những khái niệm bên ngoài động mạch vành thì có những cái vấn đề là về tim cấu trúc, và họ đã đưa ra những khái niệm này từ những năm 2001 cho đến nay cũng được hơn 20 năm. Thế thì đó là những cái bệnh gì?
là những cái bệnh mà can thiệp qua đường ống thông mà không phải là các mạch máu. Ví dụ động mạch vành của chúng ta là mạch máu, đúng, mạch cảnh là mạch máu, mạch thận, mạch tạng là mạch máu. Thế nhưng mà đây là những cái không phải mạch máu chúng ta sẽ can thiệp, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ gồm những nhóm bệnh lý như là các bệnh lý về van tim, các bệnh lý khác không phải van tim, ví dụ là các cái bệnh lý về tiểu nhĩ bên trái, hoặc là các cái thiết bị điều trị suy tim vân vân, hoặc là rối loạn nhịp tim vân vân. Thì đây là những cái can thiệp cấu trúc như thế này. Và người ta thấy là trong cái thống kê thấy là cái xu hướng về bệnh tim cấu trúc ngày một gia tăng đây trong các cuộc sống hiện đại ngày nay. Thế thì bên cạnh cái việc là tuổi thọ người dân cao hơn thì cái việc chẩn đoán ra các cái bệnh lý về tim cấu trúc nó cũng cao hơn, qua đó làm cho các cái tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tim cấu trúc cần phải điều trị can thiệp ngày một cao hơn, và người ta dự kiến là càng ngày cái con số nó càng nhiều. Thì ngày nay chúng ta thấy là trên cái sơ đồ này có thể chúng ta thấy là những cái tim cấu trúc chúng ta có thể đã tiếp cận và can thiệp với rất nhiều cái bệnh lý tim cấu trúc khác nhau, từ những cái tim bẩm sinh ở người lớn cho đến các bệnh lý van tim, từ van động mạch chủ, van hai lá, van ba lá, van động mạch phổi, thì tất cả các cái van tim đó đều có thể can thiệp được hết. Ngoài ra các cái vấn đề khác như tiểu nhĩ trái, hoặc là các bệnh nhân suy tim nhưng mà phân suất tông máu bảo tồn, hoặc là phân suất tông máu giảm, thì đều có rất nhiều các thiết bị, rất nhiều cách tiếp cận khác nhau để điều trị các bệnh nhân như thế này. Thì sau đây tôi xin điểm qua một số cái nét về những cái tim cấu trúc. Ví dụ đây là bệnh lý và tim cấu trúc là tim bẩm sinh, thì những cái tầng tầng tâm nhĩ ta cũng có thể can thiệp được, đúng không? Những cái thông liên nhĩ ta biết được, tầng thông tầng liên thông liên thất, các bệnh lý về tầng tâm thất ta cũng có thể điều trị được. Các cái bệnh lý về cái quai động mạch chủ, ví dụ là còn đông động mạch vân vân, chúng ta cũng can thiệp được hết. Rồi thì những cái bệnh lý về hẹp cái van tim, ví dụ van hẹp, van động mạch chủ, van động mạch phổi vân vân, đều có thể can thiệp được tất cả những cái cấu trúc như thế này qua đường can thiệp tim mạch. Thì đây là một cái ví dụ, đúng không ạ? Chúng ta thấy là ví dụ đây là một cái thông liên nhĩ, các bác sĩ ở viện chúng tôi đã tiến hành bít bằng cái gọi là cái dù để, tức là nó một cái kim loại có hai cái lá hai bên để ốp vào cái thân vách liên nhĩ này, làm cho kín cái vách liên nhĩ lại. Đây, từ một cái vết thủng thông sau đó đóng nó sẽ kín lại như thế này. Thì đây là một cái hình ảnh thả dù ở bệnh viện tim mạch chúng tôi, đúng không ạ? Chúng ta đã thả dù thành công và bít kín cái lỗ thông liên nhĩ đó lại. Đây, tương tự như vậy chúng ta hoàn toàn có thể bít các ống động mạch thông giữa động mạch phổi, động mạch chủ. Chúng ta sẽ bít kín các cái vị trí đó bằng những cái dụng cụ gây gây đóng cái mạch đó lại và làm cho không còn dòng thông thông thương nữa. Hoặc là các cái đóng thông lỗ thông liên thất ở đây, đúng không ạ? Lỗ thông liên thất như thế này. Lỗ thông chúng ta thấy một cái luồng phun từ bên thất bên trái sang thất bên phải, bình thường không có cái đó. Nhưng mà sau đó chúng ta đã dùng cái dụng cụ thông thất, chúng ta bít kín lại như thế này, bít lại nó cũng kín và không có dòng thân sân bất thường từ bên thất bên trái sang bên thất bên phải nữa. Ngoài ra, như gần đây là có những cái xu hướng mới mà không những tại Việt Nam mà trong các cái nước khác trên thế giới người ta cũng đang tập trung vào mảng này, đó là những cái can thiệp trong các cấu trúc bệnh lý van tim. Thì chúng ta thấy là trước đây thì chúng ta có nhiều cái loại hình bệnh lý của các cái nước, nhóm nước chậm phát triển, ví dụ như là bệnh hẹp van hai lá vân vân. Nhưng bây giờ thì các bệnh tim cấu trúc, đặc biệt là các bệnh lý van hai lá hở do tăng huyết áp hoặc do suy tim vân vân, và các bệnh lý động mạch chủ ngày càng phát triển. Và cái việc mà chúng ta điều trị cái bệnh động mạch chủ qua đường ống thông, tức là thay van qua đường ống thông, thì đây chính là cái những thủ thuật mà người ta tiến hành đầu tiên, và đây là những cái nguồn cảm hứng rất lớn, chất xúc tác rất lớn để cho các bác sĩ thực hiện tiếp những cái can thiệp tim cấu trúc khác về sau. Chúng ta thấy đây là một cái van tim, đúng không ạ? Bình thường những cái van động mạch chủ như thế này, cái van chủ này chỉ có thể đưa được vào, như trước đây là chỉ có thể đưa được vào trong cơ thể người bệnh bằng việc là chúng ta phải mổ phanh ngực ra, cưa xương ức, bộc lộ quả tim, và sau đó chúng ta sẽ cắt cái van động mạch chủ người bệnh ra, hỏng ra và thay một cái van động mạch chủ mới. Thế nhưng bây giờ bằng tiếp cận là qua con đường can thiệp tim mạch qua tim cấu trúc, người ta sẽ làm ra một cái van tim nó trông nó giống như một cái stent động mạch vành, đúng không ạ? Nó giống như một cái stent và nó cũng dùng quả bóng nở cái van tim đấy ra đấy, và khi đấy nó sẽ rất là dễ dàng đưa đến động mạch chủ, và nó sẽ tác động tương tự như là một cái van tim được đưa đến cái động mạch chủ của hỏng của người bệnh, giống như bác sĩ, đúng không ạ? Tức là chúng ta hoàn toàn có thể thay thế cái việc là bác sĩ mổ thay van tim bằng việc là can thiệp động mạch chủ thay cái van này qua đường ống thông, không cần bất kỳ một vết rạch nào cả. Có thêm nhiều cái cách thức khác nhau, nhưng bây giờ ta tập trung hai cái phương án chính. Một là những cái van nó tự nở ra, dùng những cái thanh kim loại nhớ hình và tự nở ra, đưa vào vị trí tự nở ra, hoặc là những cái van động mạch chủ sinh học và được nở trên quả bóng đưa vào cái vị trí đó và động mạch chủ hỏng để thay những cái van cho người bệnh. Thì các nghiên cứu cho thấy là các cái bệnh lý động mạch chủ nó tăng rất nhiều, thậm chí có thể tăng gấp đôi vào năm 2040, đúng không ạ? Chỉ là mấy mấy năm nữa thôi thì cái số lượng người mà bị bệnh van động mạch chủ cần phải điều trị nó sẽ tăng lên rất là nhiều theo thời gian. Và khi đó người ta sẽ so sánh là cái việc thay van động mạch chủ so sánh với cả cái việc điều trị truyền thống là mổ phanh ngực thì thấy có kết quả như thế nào. Người ta thì tất cả nghiên cứu để cho ta thấy là cái xu hướng là người ta sẽ ủng hộ dần cái việc là thay van động mạch chủ qua da,
vì nó không kém hơn một chút nào so với cả cái kết quả lâu dài, so với cả cái thay van động mạch, mổ thay van tim, thay van động mạch chủ, và nó lại còn thuận lợi hơn rất nhiều cho người bệnh, đặc biệt là nhóm bệnh nhân mà cái nguy cơ trong cái quá trình phẫu thuật độ cao, bên già, nhiều bệnh đồng mắc, ấy, thể trạng kém, thì cái việc thay van động mạch chủ là lựa chọn tối ưu cho người bệnh đó. Và ngoài ra thì những cái can thiệp trong van hai lá gần đây cũng đang theo những cái xu hướng rất là làm rất là nhiều và đem lại những kết quả rất là tốt. Chúng ta đều thấy là ngày xưa như chúng tôi đã kể bài trước là những cái bệnh lý do thấp tim của đất nước chậm phát triển, những cái mà hay nhiễm trùng vân vân, điều trị không chu đáo thì là những bệnh van do thấp tim, hẹp van tim. Thế tuy nhiên gần đây thì các cái bệnh đó ngày càng ít gặp hơn rất là nhiều. Thì ngày xưa ví dụ nếu mà những bệnh nhân mà hẹp van hai lá thì hẹp ở mức độ nhiều rồi, nhưng mà bệnh nhân này chưa, chúng ta hoàn toàn có thể là trì hoãn cái cuộc mổ thay van tim cho người bệnh bằng cách là dùng quả bóng, đúng không ạ? Quả bóng đưa vào trong đúng cái vị trí van tim hẹp đó và nong lên. Khi quả bóng nở rộng ra, cái eo nó nở bung ra thì làm cho cái mép van nó tách ra và làm rộng mép van tim, và như vậy làm cho bệnh nhân có thể trì hoãn cuộc mổ một khoảng thời gian khá dài về sau bằng cái việc nong bóng. Thế tuy nhiên như loại hình bây giờ, loại hình hẹp van đó thì bây giờ theo thời gian nó đã ít đi và thay thế vào đó là những cái bệnh nhân bị hở van hai lá là tăng hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Thì họ đang nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân bị hở van hai lá cũng tương tự như van động mạch chủ bị hẹp cần phải thay thế là cũng sẽ tăng gấp đôi trong khoảng độ tầm 20 năm nữa. Thì đây là cái con số rất là nhiều và rất nhiều bệnh nhân sẽ nằm trong cái diện mà phải điều trị các tình trạng hẹp van như thế này. Thế thì người ta can thiệp động mạch van hai lá thì thấy là nó khó khăn hơn rất là nhiều so với cả cái thay van động mạch chủ qua da. Đây là hình ảnh minh họa thôi. Đây là cái thay van động mạch chủ qua da, nó giống như con đường thẳng ở đồng bằng, đúng không ạ? Đi rất là dễ dàng, rất thuận lợi. Thế nhưng mà chúng ta đấy điều trị những bệnh van hở van hai lá thì nó giống đi trên một cái đại lộ mê cung, rất nhiều đường, rất nhiều tầng này, rất khó khăn. Và qua đó thấy là cái việc điều trị các bệnh nhân mà bị hở van hai lá qua con đường ống thông nó khó hơn nhiều so với cả cái thay van động mạch chủ qua da. Thế nhưng đây là chính là càng khó lại càng thách thức, làm cho các bác sĩ can thiệp có nhiều cái định hướng cải tiến về công nghệ, cải tiến về kỹ thuật, làm sao cho việc can thiệp van hai lá một cách thuận lợi hơn. Thế thì chính nó khó khăn như vậy nên nó đã có rất nhiều các cái công cụ dụng cụ khác nhau để tiến hành kẹp van hai lá, để tiến hành để sửa, để chữa cái tình trạng hở van hai lá cho người bệnh bị bệnh hở hai lá nhiều. Thì ở viện tim mạch chúng tôi đang sử dụng hệ thống là kẹp cái mép van. Bình thường người ta thấy là cái van hai lá bình thường nó sẽ gần nhau như thế này, nhưng khi mà nó bị hở tức là nó rất là xa nhau như thế này, gây ra cái lỗ hở nhiều. Thì chính vì họ dùng một thiết bị, họ đưa vào kẹp vào cái chỗ các cái bờ của mép van như thế này, làm cho cái tình trạng van hai lá nó hở ít đi. Hay qua đó mà làm cho tình trạng hở từ rất là nhiều có thể về hở rất ít hoặc là không hở nữa, qua đó giúp hiệu quả điều trị rất là tốt. Thì họ các nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà được kẹp van so với cả những bệnh nhân điều trị đơn thuần thì cái tỷ lệ mà nhập viện của các bệnh nhân kẹp van là thấp hơn nhiều so với các bệnh nhân mà chỉ điều trị thuốc đơn thuần, đúng không ạ? Thế tương tự như vậy về cái tỷ lệ sống còn theo thời gian thì ở cái nhóm bệnh nhân mà được kẹp van hai lá thì nó cao hơn so với cả cái nhóm bệnh nhân mà chỉ điều trị nội khoa một cách đơn thuần. Thì chính vì cái việc can thiệp cái van hai lá đó một cách khó khăn, rất là khó khăn. Thế do vậy mà cái những cái ý tưởng về cái việc điều trị hở van hai lá nó có nhiều ý tưởng khác nhau. Bên cạnh cái việc là cái phương án là kẹp van hai lá giống như tôi trình bày trước ở viện tim mạch chúng tôi, thì các nhiều nơi trên thế giới họ có nghĩ ra nhiều cái cách khác nhau. Ví dụ họ có thể là dùng những cái tạo những vòng van hai lá đưa qua cái đường xoang xoang vành, đúng không ạ? Những cái thiết bị hình dáng rất là khác nhau. Hoặc là họ dùng những cái như là thiết bị để những cái mỏ neo để neo những cái van hai lá vào trong cái buồng thất trá cho nó bớt hở đi. Thì gần đây những cái thiết bị này cũng đang trong quá trình nghiên cứu và có thể sẽ được hoàn thiện trong tương lai. Thế tương tự như vậy, một cái kỹ thuật mà cũng đã triển khai tốt ở bên viện chúng tôi đó là kỹ thuật là bít cái tiểu nhĩ bên trái. Chúng ta đều biết là cái tiểu nhĩ trái là là một cái thành phần mà tại đó là cái dòng máu trong nhĩ trái nó lưu chuyển nó khá là ít. Thế chính vì đó là có cái nguy cơ nhất định là các bệnh nhân bị rung nhĩ. Các bệnh nhân bị rung nhĩ thì máu đông nó sẽ dễ hình thành ở trong cái tiểu nhĩ trái như vậy. Thì nó tạo thành cục máu đông trong tiểu nhĩ bắn đi gây tắc mạch. Thế chính vì vậy các cái phương án truyền thống đó là gì? Chúng ta phải uống các thuốc chống đông, đúng không ạ? Ta uống các thuốc chống đông đó để làm sao cho máu nó không đông được trong tiểu nhĩ trái thì bắn đi các nơi. Thế nhưng mà người ta cũng sẽ có nhiều cách khác nhau. Người ta phải nghĩ ra một phương án là thay vì việc điều trị cái thuốc chống đông thì làm cách nào đó tôi có thể loại bỏ cái tiểu nhĩ trái đó ra khỏi cái vòng tuần hoàn, cái đường vòng tuần hoàn của người bệnh để xem là cái hiệu quả tốt hay không, để qua đó nó không đông ở trong tiểu nhĩ trái nữa. Chứ thì những cái năm rất xa xưa rồi, từ năm 1949 thì khi đó người ta đã có những cái phương án là ta mổ thắt tiểu nhĩ lại, người ta dùng cái dây buộc chặt cái tiểu nhĩ lại, như vậy là cô lập hoàn toàn cái tiểu nhĩ ra khỏi vòng tuần hoàn. Đấy, và từ những năm 2000 trở đi thì người ta đã bắt đầu nghĩ những cái dụng cụ để làm sao đó người ta có thể bít được cái tiểu nhĩ. Thì đây là cái tiểu nhĩ, đúng không ạ? Người ta sẽ dùng dụng cụ để bít ra tiểu nhĩ. Và từ những năm 2010 trở về đây thì rất nhiều các cái dụng cụ ra đời, rất nhiều cải tiến khác nhau để giúp cho quá trình bít tiểu nhĩ, cô lập tiểu nhĩ ra khỏi cái vòng tuần hoàn một cách tốt hơn.
Thì đây là có cái rất nhiều các cái cách thức tiếp cận cũng như là nhiều cái loại khác nhau để cô lập cái tiểu nhi đó, đúng không ạ? Từ những cái loại chỉ có một cái cấu phần thôi, một gọi là một cái thùy để đưa vào tiểu nhi để đóng chặt nó lại, đúng không ạ? Tiểu nhi đây, ta sẽ cô dùng một cái thùy này để đóng cô lập ra khỏi cái nhĩ trái. Đến những cái loại mà có hai cái thùy khác nhau, như một thùy to một thùy nhỏ ở đây, một cái thùy bên này một thùy bên này, để làm sao đó cô lập cái tiểu nhĩ một cách hoàn toàn và cách chính xác nhất. Và ngoài ra họ có thể là những cái loại đặc biệt, nó như là một cái chêm nhét hoàn toàn vào trong cái tiểu nhĩ để làm sao cho nó cô lập được hoàn toàn cái tiểu nhĩ ra khỏi cái nhĩ trái, ra khỏi vòng tuần hoàn và không gây ra cục máu đông ở trong đó nữa. Và các cái nghiên cứu về các cái dụng cụ bít tiểu nhĩ cũng đem lại kết quả rất nhiều hứa hẹn. Đấy, trong những nghiên cứu đó thì họ đã nghiên cứu đánh giá một cái dụng cụ mà chúng tôi đang sử dụng, chính là dụng cụ là Watchman. Thì họ so sánh là nếu mà một cái bệnh nhân mà được bít tiểu nhĩ so với cả bệnh nhân mà ngăn ngừa chống đông bằng các loại thuốc, ví dụ thuốc kháng vitamin K hoặc là các thuốc kháng đông thế hệ mới vân vân, thì họ thấy là những cái bệnh nhân mà được bít tiểu nhĩ bằng cái dụng cụ như thế này thì đảm bảo rất là nhiều tiêu chí tốt, kể cả về mặt là không có tai biến mạch não, không có vấn đề xuất huyết não, cũng như là các cái vấn đề về tử vong do tim mạch vân vân. Thì những cái dụng cụ như vậy để bít tiểu nhĩ đã đem lại những kết quả rất hứa hẹn, và trong tương lai có lẽ đó cũng chính là những cái phát triển mà giúp cho việc điều trị bệnh nhân một cách thuận lợi tốt hơn rất là nhiều. Thì trên đây tôi có một số điểm kết luận, đó chính là ngày nay thì cái ngành tim mạch can thiệp đã có rất nhiều những tiến bộ, hiệu quả ngày một cao, ứng dụng ngày càng rộng rãi trên rất nhiều các bệnh lý khác nhau về tim mạch trên lâm sàng. Không hẳn chúng ta nghĩ đến tim mạch là chỉ có can thiệp động mạch vành, can thiệp van tim vân vân, mà chúng ta thấy rõ ràng là có rất nhiều các loại bệnh lý khác nhau, từ động mạch vành về rồi đến các cái tim bẩm sinh, như đến những tim cấu trúc, rồi thì những cái rối loạn về sinh lý điện học trong tim vân vân, chúng ta đều có thể kết luận được, chúng ta đều có thể điều trị một cách hiệu quả tối ưu, ngày càng rộng rãi. Và tương lai của tim mạch can thiệp là rất rộng mở, là tuy nhiên chúng ta sẽ luôn luôn cần song hành giữa một cái bộ ba, như là cái thế kiềng ba chân. Đó là gì? Một là nội khoa điều trị tim mạch, thứ hai là tim mạch can thiệp, và thứ ba là ngoại khoa. Thì chỉ khi nào chúng ta có vững vàng đủ cả ba cái kiềng đó một cách vững mạnh thì cái việc điều trị bệnh nhân nó sẽ cho kết quả rất là tốt, và đồng thời là cái tim mạch can thiệp sẽ dựa trên nội khoa và dựa trên ngoại khoa để chúng ta giúp chúng ta sẽ can thiệp được những cái bệnh lý phức tạp hơn, khó khăn hơn. Và em xin hết ạ, xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Tuấn. Tiếp theo xin trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Trần Trọng Khang, trưởng đơn nguyên tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Lộc Việt, lên báo cáo khái quát hình thành và phát triển của đơn nguyên tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Lộc Việt. Báo cáo với thầy Hùng là đơn nguyên này đã vẫn còn khá là non trẻ, nhưng các bác sĩ tim mạch của chúng tôi cũng hết sức là cố gắng nên cũng có làm được những cái kết quả bước đầu có tính khả quan. Xin mời anh Khang. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam, kính thưa thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Quang Thanh, tịch thường trực của công ty cổ phần tập đoàn Lạc Hồng Việt, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị đồng nghiệp có mặt trong buổi thảo ngày hôm nay. Thì em xin phép em tự giới thiệu, em là bác sĩ Trần Trọng Khang, lại là trưởng đơn nguyên tim mạch của Bệnh viện Lạc Việt. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị có mặt, quý vị đại biểu, quý vị đồng nghiệp có mặt trong cái buổi thảo ngày hôm nay. Hai là em xin cảm ơn công ty Philip đã tham gia đồng hành và tổ chức một cái buổi thảo rất là có ý nghĩa như ngày hôm nay ạ. Vâng, thì vừa rồi thì như quý vị và các bạn cũng đã thấy là bác sĩ Tuấn cũng có chia sẻ một cái bài báo cáo về các cái kỹ thuật can thiệp trong các về tim mạch, thì cũng có rất là nhiều các kiến thức bổ ích. Và có lẽ là ở đây thì như là em hoặc là các bác sĩ ở đây thì có nhiều cái kỹ thuật cũng có thể chưa tiếp thể tiếp cận được đến ạ. Xen lẫn bài báo cáo của bác sĩ Tuấn thì hôm nay em cũng xin phép là em cái bài báo cáo ngắn gọn giới thiệu tổng quan về cái quá trình hình thành và phát triển của đơn nguyên tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Lộc Việt. Thì trước khi mà giới thiệu về cái bài báo cáo về giới thiệu về cái quá trình hình thành phát triển đơn nguyên tim mạch thì em cũng sơ lược qua một chút về đôi nét cái bệnh của quá trình phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Lộc Việt để tất cả các quý vị đại biểu nắm được ạ.
Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt thì tiền thân được phát triển từ phòng khám quán sứ chuyên khoa ung bướu, được thành lập vào năm 2005. Khi mới thành lập và đi vào hoạt động thì phòng khám đa khoa quán sứ chủ yếu là khám và chẩn đoán, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh lý về ung bướu. Sau đó từ giai đoạn 2006 đến 2012 thì tên thành phòng khám đa khoa liên kết quán sứ. Khi đó thì phòng khám được mở rộng quy mô hơn với các nhiều các chuyên ngành hơn, có sự hợp tác của nhiều các bác sĩ ở bệnh viện đầu trong khu vực và trong ở miền Bắc. Đến năm 2013 thì phòng khám đa khoa liên kết quán sứ thì phát triển thành bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Vĩnh Yên. Trải qua quá trình phát triển thì đến ngày càng mở rộng quy mô thì đến năm 2019 bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt mở rộng thêm cơ sở 2 tại Phú Yên, thì gọi là bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phú Yên. Về quy mô bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt thì được xây dựng trên diện tích mặt bằng là 23.888 m², tổng diện tích sàn sử dụng là 32.415 m². Hiện nay thì tòa bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt có 5 tòa nhà chính, là tòa nhà A, B, C, A, A, B, D, E, I và một khu dạ trị. Thì trên hình ảnh đây là cái tòa nhà chúng ta đang ngồi đây, chính là tòa nhà Y ạ, là có tên khác là tòa nhà quốc tế, thì vừa mới được khánh thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2023. Thì quy mô thì bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt có quy mô là tổng là 370 giường bệnh thực kê. 370 giường bệnh kế hoạch. Về nhân lực thì hiện tại là nhân lực của bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, tuy nhiên là có hơn 500 nhân viên, trong đó là có hơn 140 bác sĩ, có gồm nhiều các bác sĩ thì có 2 phó giáo sư, 3 tiến sĩ và nhiều các bác sĩ sau đại học. Ngoài ra thì bệnh viện chúng em cũng có các cái cơ cấu nhân lực là 23 dược sĩ, 211 điều dưỡng và 165 nhân viên của các khoa phòng khác. Hiện nay bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt thì có hơn 10.000 danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt và đã triển khai thực hiện tại tuyến được 85%, 45% danh mục vượt tuyến và 100% tuyến dưới đã được thực hiện. Về thế mạnh của bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt là chủ yếu là các thế mạnh về ngoại khoa, ung bướu, sản khoa và nhi khoa. Thì cùng với sự phát triển của nhiều các kỹ thuật thì bệnh viện cũng đã đầu tư được rất nhiều các cái trang thiết bị hiện đại, như là máy cộng hưởng từ 3.0 của Tesla giúp chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về đột quỵ, ung bướu và hệ thống xạ trị ung thư kỹ thuật hàng đầu thế giới. Ngoài ra thì bệnh viện cũng được trang bị rất nhiều các cái trang thiết bị máy móc hiện đại đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới ạ. Về mặt chuyên môn thì trong thời gian vừa qua, trong những năm vừa qua thì bệnh viện cũng đã hợp tác về chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương như là bệnh viện Ca Trung ương, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Phụ sản Trung ương và bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhằm chuyển giao các cái công nghệ kỹ thuật đào tạo về nhân lực và phẫu thuật theo yêu cầu của người bệnh. Đấy, và hiện tại thì có rất nhiều các kỹ thuật mới đã được triển khai tại bệnh viện, đặc biệt là các kỹ thuật về ngoại khoa, như là phẫu thuật về lấy sỏi đường mật trong gan qua da, và thì phẫu thuật can thiệp phẫu thuật tuyến giáp qua đường miệng, về kỹ thuật tiêu sợi huyết trong đột quỵ não. Thời gian gần đây thì chúng em cũng đã triển khai và can thiệp động mạch qua da. Thì đây là một số hình ảnh của các kỹ thuật triển khai tại bệnh viện Lạc Việt, như là phẫu thuật tuyến giáp qua đường miệng, qua đường niêm mạc miệng, phẫu thuật tán sỏi qua da dưới hệ thống DSA. Đây là hình ảnh phẫu thuật nút mạch khối u trong ung bướu. Và cùng với sự phát triển của các thế mạnh, các chuyên khoa ngoại sản, nhi và ung bướu, thì ban giám đốc bệnh viện cũng xác định là tim mạch là một trong những chuyên khoa cần được đầu tư và phát triển trong thời gian gần đây. Đến ngày 21 tháng 3 năm 2022 thì đơn nguyên tim mạch chính thức được thành lập và là một trong ba đơn nguyên thuộc khoa hồi sức cấp cứu, là đơn vị cấp cứu, đơn vị hồi sức tích cực và đơn nguyên tim mạch. Thế đây là hình ảnh của khoa hồi sức cấp cứu và đây là hình ảnh kỷ niệm thành lập của đơn nguyên tim mạch. Về cơ cấu nhân sự của đơn nguyên tim mạch thì
Hiện tại đơn nguyên tim mạch gồm có 4 bác sĩ, trong đó có 3 thạc sĩ tim mạch và 1 bác sĩ định hướng tim mạch. Thì cả 4 bác sĩ tim mạch của chúng em thì cũng đã được đào tạo và học tập tại Viện Tim mạch Quốc gia. Về điều dưỡng thì có 4 điều dưỡng, trong đó có 2 điều dưỡng đại học, 2 điều dưỡng cao đẳng. Và trong đó có 3 điều dưỡng cũng được đào tạo cơ bản về can thiệp mạch, 1 thư ký y khoa. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị thì cơ sở đơn nguyên của chúng em thì gồm có 20 giường bệnh, trong đó có 1 giường bệnh cấp cứu với 2 giường bệnh. Ngoài ra thì còn có các phòng bệnh theo yêu cầu. Về trang thiết bị thì mặc dù mới thành lập, tuy nhiên là đơn nguyên chúng em cũng đã được ban giám đốc bệnh viện đầu tư rất nhiều các trang thiết bị máy móc như là máy siêu âm tim mạch, máy chụp mạch PSA, máy tạo nhịp tạm thời, máy sốc điện chuyển nhịp, máy Holter theo điện tâm đồ, Holter huyết áp và máy đo sơ vữa động mạch. Trên đây là hình ảnh hệ thống máy chụp mạch của Philips đã được đầu tư và lắp đặt vào năm 2021 ạ. Và đây là hệ thống máy siêu âm gọi tim mạch của Philips ạ. Đây là hệ thống máy sốc điện tạo nhịp tạm thời, theo dõi Holter huyết áp và Holter điện tâm đồ ạ. Chức năng nhiệm vụ của đơn nguyên tim mạch để khám và chẩn đoán điều trị các bệnh lý tim mạch như là bệnh suy tim, bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, các rối loạn nhịp tim, khám và tư vấn điều trị các bệnh lý nội trú tim mạch, khám sàng lọc các bệnh tim mạch ngoài cộng đồng, tham gia hội chẩn tiền phẫu của toàn bệnh viện, siêu âm chẩn đoán các bệnh lý van tim, bệnh tim mạch và bệnh lý mạch máu, theo dõi Holter huyết áp, Holter điện tâm đồ 24 giờ cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú, là điều trị các bệnh lý về tim mạch bằng các thủ thuật như là đặt stent động mạch vành, điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng sóng cao thần laser. Với các hoạt động chuyên môn khám và điều trị các bệnh lý chuyên ngành nội tim mạch, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tim mạch tại bệnh viện, khám triển khai khám và sàng lọc các bệnh lý tim mạch tại bệnh viện và ngoài cộng đồng, triển khai các kỹ thuật chụp mạch và can thiệp mạch vành. Với những trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và bệnh nhân bị đau thắt ngực không ổn định, và chúng em tiến hành ca chụp mạch vành đầu tiên vào tháng 12 của năm 2022. Đến nay thì số ca chụp mạch vành của chúng em là 280 ca, số ca can thiệp là 90 ca. Trên đây là một số hình ảnh hoạt động của đơn nguyên tim mạch, là hoạt động khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch cho các hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Và cũng cử nhân viên tham gia phối hợp khám sàng lọc miễn phí các bệnh lý tim bẩm sinh cho trẻ em tại bệnh viện cùng với lại bệnh viện E. Sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ lý tăng huyết áp tại bệnh viện Y Nghĩa Lộc Việt. Thì cái câu lạc bộ sinh hoạt câu lạc bộ tăng huyết áp chúng em thường tổ chức định kỳ 3 tháng một lần. Trên đây một số hình ảnh chụp và can thiệp động mạch vành. Đây là ca can thiệp động mạch vành được thực hiện tại bệnh viện của chúng em. Chân có nhồi máu cơ tim, có tắc cái nhánh động mạch sau khi được tái thông, sau khi đặt stent thì và đây là hình ảnh ca can thiệp và một trong những ca can thiệp thực hiện đầu tiên tại bệnh viện của chúng em, một bệnh nhân là hơn 80 tuổi. Vào viện trong tình trạng và gấp khi chụp hình ảnh mạch vành đoạn 2 của nhánh liên thất trước, và sau khi được can thiệp thì bệnh nhân định và ra viện sau đó. Ở đây là một trường hợp bệnh nhân cũng là nam hơn 50 tuổi, thì bọn em cũng đã tiến hành và can thiệp và tái thông động mạch vành trong thời gian cách đây 2 tháng. Một cái rất là may mắn là bệnh nhân này là xuất hiện cái đau ngực từ sáng và bệnh nhân đang công tác ở trong Nghệ An. Tuy nhiên là bệnh nhân đi một mình và vẫn cố để lái xe ô tô về. Đến tối thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện đau ngực nhiều hơn và vào của chúng em thì đã được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim. Chụp lên thì nó tắc hoàn toàn cái đoạn 2 của động mạch trước, một cái mạch rất là lớn khi tái thông. Cái định hướng phát triển trong năm tới bọn em sẽ định hướng là thành lập khoa tim mạch nội tiết và
nó tách hoàn toàn ra khỏi khoa hồi sức cấp cứu ạ. Và tiếp tục cập nhật các phác đồ chẩn đoán và điều trị mới để phục vụ các điều trị, nâng cao chuyên môn, cao chất lượng điều trị cho người bệnh, tăng cường hợp tác với các tuyến trung ương để thực hiện và chuyển giao các kỹ thuật can thiệp khó. Hiện tại chúng em cũng chưa làm được những ca tổn thương phức tạp, ca mà tổn thương cái vị trí mà phức tạp ạ. Thực hiện triển khai can thiệp mạch ngoại biên, hai cây máy tạo nhịp tạm thời và điều trị suy tĩnh mạch bằng RF và laser. Ở trên đây là một bài báo cáo ngắn gọn quá trình hình thành và phát triển của đơn nguyên tim mạch. Em cũng mong là trong thời gian tới với sự dắt và giúp đỡ của các thầy tại viện tim mạch thì chúng em sẽ đơn nguyên tim mạch của chúng em sẽ ngày càng được phát triển hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn phần báo cáo của bác sĩ Trần Trọng Khang về cái sự ra đời và phát triển của đơn nguyên tim mạch về cái người đặc biệt. Thì chúng ta có những cái bước phát triển ban đầu khá tốt, trong tương lai thì chúng tôi hy vọng là ta sẽ tiến dần và tiến nhanh thôi. Đó, khi chúng ta đã làm được những cái luật ngày một khó hơn và chúng ta cập nhật thêm những cái phương tin chắc là chắc khai thế hành đây với cái thiết bị cũng như là em được thầy cũng đã được đào tạo như vậy, và phía chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ kỹ thuật để can thiệp mạch ngoài đạt hơn. Chúng ta có thể tiến tới có những cái chẩn đoán hình ảnh trong lòng mạch vớt vân vân, giống trong nữa ba hiệp ta có hoàn thiệp những bệnh viên này một điều ta tiến dần tới can thiệp những cấu trúc tim, ví dụ như trong những van tim để những bệnh lý tim linh người lớn hoàn toàn. Đến thân một bước nữa thì chúng ta cũng tương lai các cái bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là những cái tim do thoái hóa, những người tuổi già bị hẹp van động mạch chủ và bỏ van đai lá rất nhiều, can thiệp vào đường ung thư mà không phải, thực ra cũng không nên mổ. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang hầu như là làm thường quy những thay van mạch chủ vào đường ung thư, chỉ có hạn chế là cái kinh phí nhé. Do vậy là phải ai cũng đáp ứng được, nhưng mà thì khi kỹ thuật phát triển giống như cái gen mạch ngoài, chi phí nó sẽ thấp xuống, bảo hiểm chính là chúng ta dần được. Thì tiếp theo thì tôi xin mời tiến sĩ Phan Tuấn Đạt sẽ báo cáo về cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong can thiệp tim mạch. Đây là một trong những các cái thế mạnh chúng ta thấy là trong can thiệp thì không thiếu được các thể hình ảnh. Trong cái hình ảnh không chỉ là đơn thuần trên cái chúng ta phim, chúng ta chụp mạch phối hợp với nhiều phương tiện thì chúng ta mới có thể can thiệp được những cái vấn đề về tim mạch phức tạp. Ví dụ ngay cả can thiệp mạch vành, mỗi chuyện chúng ta chụp mạch thì chúng ta chưa đảm bảo được, can thiệp rất khó. Trong khi chúng ta có thêm siêu âm trong lòng mạch thì chúng ta sẽ hơn, đặc biệt là những cái can thiệp các bệnh lý cấu trúc tim thì chẩn đoán hình ảnh khác ngoài cái chụp mạch thì bắt buộc chúng ta phải tiêm vào tận đài. Vâng, kính thưa giáo sư tiến sĩ, kính thưa ban lãnh đạo bệnh viện Lạc Việt và các quý đồng nghiệp. Sau đây chúng tôi xin phép báo cáo cái bài cuối cùng trong cái phiên lý thuyết ngày hôm nay. Thì đây là một cái chủ đề là vai trò chẩn đoán hình ảnh trong can thiệp tim mạch, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cập nhật mới nhất từ hội nghị tim mạch châu Âu Europeisia năm 2024. Kính thưa quý đồng nghiệp, như vậy là chúng ta đã vừa nghe những cái bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Tuấn nói về lịch sử của tim mạch can thiệp và những cái dẫn chứng rất là xác thực của bác sĩ Khang với cả những ca can thiệp đầu tiên tại bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Thế thì với cả chúng tôi thì có thể nhấn mạnh là hình ảnh học được coi là một cái ngọn hải đăng trong tim mạch can thiệp. Nếu như mà chúng ta không có những cái chuẩn đoán hình ảnh, chúng ta không có những hình ảnh học thì chắc chắn là chúng ta giống như là một người đi đường mà chúng ta bị bịt mắt. Thì như vậy mà hình học được coi là một trong những cái phát kiến cũng như là sự phát triển rất là nhanh chóng trong các kỹ thuật mà chúng ta thu được hình ảnh, để từ đó bác sĩ tim mạch can thiệp có những cái căn cứ để chúng ta điều trị những cái bệnh lý về mạch vành, bệnh lý về tim cấu trúc là hai cái mặt bệnh mà chúng ta đang thể hiện rất là rộng rãi trong thời gian gần đây. Thế thì để điểm qua những kỹ thuật hiện đại đấy, nếu mà bác sĩ Tuấn cũng đã đưa chúng ta về lịch sử những năm
77 khi mà ông Rukunjit khi mà chúng can thiệp mạch vành đầu tiên, thì tới thời điểm hiện tại hơn 50 năm thì kỹ thuật đã phát triển, có những bước tiến rất lớn lao. Và trong bài báo cáo này chúng tôi thì xin phép đưa ra một số hình ảnh minh họa để các quý nghiệp thấy rằng là hiện tại công nghệ đã đi xa đến mức như nào và chúng ta có thể tiếp cận như nào với điều kiện Việt Nam của chúng ta. Thế thì đầu tiên với cả can thiệp mạch vành thì với những cái hệ thống máy của Philips thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái điều mà chúng tôi rất là đáng ngại khi mà trong tim mạch can thiệp đó chính là những thức cản quang. Tại sao là như vậy? Vì thức cản quang khi mà chúng ta tiêm vào trong lòng mạch vành nó để gây ra một số các cái biến cố không mong muốn, ví dụ như là bệnh nhân bị dị ứng, hoặc nặng nề hơn nữa là bệnh nhân có thể bị sốc phản vệ, bệnh nhân có thể bị suy thận. Chính vậy mà khi mà đối tượng bệnh nhân can thiệp chúng ta ngày càng già hóa hơn, thì cái mục tiêu tiếp theo của chúng ta là chỗ là chúng ta phải làm giảm được cái số lượng thuốc cản quang trong quá trình can thiệp để giảm những biến cố nguy cơ nói trên, đúng không ạ? Nếu như các quý đồng nghiệp ở đây thấy rằng khi mà cái số lượng bệnh nhân can thiệp chúng ta càng gia tăng lên thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái biến cố do thức cản quang, đặc biệt là sốc phản vệ là biến cố chúng tôi sợ nhất, và bởi vì nó gây ra những cái biến cố rất là nặng nề. Mặc dù can thiệp thành công tốt đẹp rồi nhưng mà chỉ cần bị sốc phản vệ không thôi là cái lượng bệnh nhân nó sẽ sang một cái bờ vực khác của tim mạch. Và chính vì vậy mà nó việc làm giảm thức cản quang, thứ nhất là dựa vào chẩn đoán khi mà chúng ta chụp được cái cây mạch vành bằng cách là sử dụng ít cản quang hơn, bằng cách là chúng ta chụp 360 độ. Khi mà chúng ta sử dụng các cái điện tâm đồ, khi mà chúng ta tiêm, chỉ cần tiêm thuốc cái nước muối vào thôi mà điện tâm đồ biến đổi, thì chúng ta có thể khẳng định là cái ống thông can thiệp đấy đã vào trong cái lỗ của mạch vành. Hoặc là chúng ta lập ra được cái bản đồ mạch máu để chúng tôi làm giảm cái số lượng thuốc cản quang chúng ta cần phải tiêm vào để chúng ta dò đường. Chúng ta tích hợp IVERT, chúng ta tích hợp FFA trong đấy để chúng ta lựa chọn được tổn thương. Và ngoài ra thì tùy thuộc vào cái tổn thương khác nhau thì người ta sử dụng các cái stent boost hoặc là stent vít để chúng ta tìm hiểu xem là cái bóng non của chúng ta đã ra được cái đầu stent hay chưa. Và chúng ta sẽ đi qua các cái từng cái minh chứng lên một để các quý đồng nghiệp thấy rằng là các cái tiến bộ như vậy đã giúp chúng ta làm giảm, cải thiện được cái tiên lượng của bệnh nhân can thiệp ra sao. Thứ nhất là với cả các cái cardiac swing thì người ta thấy rằng là nếu như mà trước đây khi mà chúng ta chụp ở đây, như anh Khang và các bác sĩ học ở đây thì thấy rằng là trước đây đi chụp thì chúng ta phải sử dụng các cú chụp khác nhau, đúng không? Nhưng mà với cả kỹ thuật hiện đại thì bây giờ chúng ta chỉ cần một cái bóng nó xoay xung quanh cái người bệnh nhân. Rất tiếc là cái video không hiểu sao không chiếu được, nhờ các bạn kỹ thuật thử tích click thử vào trong video nó có chạy được không, sợ là chuyển sang cái file đó nó bị lỗi. Thì cái bóng nó có thể tích hợp xoay xung quanh người của bệnh nhân. Chính vậy mà chúng ta tạo ra được một cái cây sơ đồ chụp mạch vành quay 360 độ trong tình huống đấy. Chính vậy mà chúng ta sẽ tiết kiệm được thuốc cản quang hơn rất là nhiều. Thì đây là một ví dụ đó. Nếu như mà trước đây chúng ta sử dụng cách thông thường mà chúng ta vẫn đang làm, tức là bên vành trái chúng ta phải chụp 4 cúp, bên vành phải chúng ta phải chụp 2 cúp, thì mỗi một cúp như vậy thì chúng ta mất trung bình khoảng tầm từ 6 đến 8 ml thuốc cản quang. Như vậy cho cả cái cây mạch vành cả bên phải bên trái thì chúng ta sẽ mất cái số lượng thuốc cản quang nó lanh quanh khoảng tầm từ 20 đến 30 ml thuốc cản quang để quan sát cái góc chiếu tiêu chuẩn rời rạc. Nhưng mà hiện tại thì nếu như mà với cả kỹ thuật mà cardiac swing, có nghĩa là chúng ta chụp cùng một lúc chúng ta chụp được luôn 360 độ cây mạch vành, thì lúc đấy chúng ta có thể tiết kiệm được cái lượng thuốc cản quang nó chỉ bằng một cú chụp cái mạch vành thông thường mà thôi. Chính vậy là đây là một trong những cái bước tiến của cái tim mạch can thiệp khi mà chúng ta chụp giống như các quý đồng nghiệp thấy ở trên hình, đúng không ạ? Khi mà chúng ta chụp cái cây xung quanh như vậy, cái cây mạch vành như vậy. Lúc mà chúng ta muốn xem lại kỹ hơn thì chúng ta chỉ cần dừng lại ở các cái cúp mà chúng ta kỳ vọng thì chúng ta có thể xem lại được các cái cúp chụp mạch vành khác nhau. Như đây, đây là một chuyện kỹ thuật mà người ta gọi là cardiac swing, khi mà chúng ta sử dụng cái bóng quay ở trên phía người bệnh nhân quay 360 độ để chúng ta chụp được cái cây mạch vành của bệnh nhân, mà lúc này chỉ tiết kiệm được chỉ bằng 1/3 cái số lượng thuốc cản quang thông thường đấy mà các quý đồng nghiệp sử dụng các cái chụp thông thường. Và ngoài ra thì là cái việc mà chúng ta lập được cái bản đồ đường đi của mạch máu. Nếu như mà trước đây các bác sĩ tiêm mạch can thiệp thì chúng ta phải có một cái trí nhớ rất là tốt để chúng ta nhớ là cái cây mạch vành này nó đi ngoằn ngoèo thế nào để chúng ta lái cái quay đi đúng cái đường mạch máu đấy của bệnh nhân, đúng không ạ? Còn khi nào bác sĩ quên thì phải làm nào ạ? Là chúng ta phải test cái thuốc cản quang vào. Như vậy mỗi một cái động tác test như vậy thì nó lại làm giảm, nó lại là gia tăng cái số lượng thuốc cản quang sử dụng cho mấy ca can thiệp. Chính vậy mà khi mà chúng ta lập được một cái bản đồ đường đi của cái mạch máu thì sẽ giúp được cho chúng ta cái việc mà chúng ta phải sử dụng các cái thuốc cản quang cho bệnh nhân. Đây các quý nghiệp thấy rằng là với cả hệ thống của cái máy Philips nó hay hơn cái hệ thống khác ở chỗ. Nếu như mà các hệ thống khác thì chúng ta chỉ lập được cái bản đồ roadmap nếu mà hình tĩnh thôi. Nhưng với cả các cái máy của Philips thì chúng ta hoàn toàn chúng ta lập được cái bản đồ này theo hình động. Có nghĩa là cái đường đi của mạch máu này nó cũng di chuyển theo cái nhịp tim của bệnh nhân. Chính vậy mà bác sĩ can thiệp chúng ta dễ dàng hơn trong việc mà chúng ta lái quay không đi vào các cái nhánh con để tránh gây ra những cái biến cố. Nếu mà chúng ta đi vào cái nhánh con, chúng ta chọc chẳng hạn, thì nó có thể gây ra những cái biến chứng như là lóc tách mạch vành hoặc là biến chứng thủng mạch vành. Thì với cả việc dựng được bản đồ roadmap này thì giúp cho bác sĩ can thiệp
cảm thấy thư giãn hơn rất là nhiều, chỗ nào chúng ta không phải nhớ hình nữa. Và cái thứ hai là chúng ta tiết kiệm được thuốc cản quang khi mà chúng ta không phải test quá nhiều thuốc cản quang trong các tình huống như vậy. Chúng ta xin phép lấy một số ví dụ như trong này, đúng không ạ? Thì đây chính là ở trong tình huống mà bệnh nhân có tổn thương tại nhánh chia đôi, đúng không ạ? Nếu mà với cả thông thường thì khi mà chúng ta lái ngoài thì cái ngoài nó rất dễ đi vào các cái nhánh con, đúng không ạ? Nhánh bên. Như vậy với cả bản đồ roadmap này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta biết là đến góc độ nào chúng ta cần phải chỉnh cái ngoài để cho nó đi vào nhánh bên hoặc đi vào nhánh chính. Như vậy là chúng ta không phải test cái thuốc cản quang nữa. Và cái bản đồ này giúp cho bác sĩ can thiệp tự tin hơn rất là nhiều cho việc lái ngoài chúng ta đi vào nhánh chính hoặc là nhánh phụ. Tương tự như vậy, đây là một ca can thiệp khó hơn, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta chỉ có đúng một cái tổn thương rất là ngắn, khoảng tầm loanh quanh 10mm tại điểm giữa của động mạch vành phải thôi, thì thay vì cái việc mà chúng ta phải bơm một lần thuốc cản quang từ 6 đến 8ml thì chúng ta hoàn toàn các bản đồ roadmap chúng ta có thể nong luôn tại vị trí này luôn, bởi vì là cái tổn thương nó rất là gọn ở ngay điểm giữa của động mạch vành phải. Và tương tự như vậy đó, thì đây cái ca này là một ca rất là khó, mà nếu như mà bác sĩ can thiệp chúng ta lái được vào cái nhánh bên rất là khó, vì nhánh bên một là nó hẹp khít nhánh bên, mà cái thứ hai là nó lại vuông góc với cả cái nhánh chính của mình vành. Đây làm can thiệp làm rất là khó. Ở đây thì chúng tôi sử dụng các kỹ thuật đặc biệt là chúng ta uốn ngoài, đoạn theo hình là chữ U, cho nó chúng ta lái lên thì lúc mà chúng ta sẽ lùa được cái ngoài đấy vào trong được cái nhánh bên của mảnh vành. Thì đây là một kỹ thuật can thiệp rất là khó khăn trong việc chúng ta đưa vào nhánh bên của mảnh vành, nhưng nhờ có bản đồ roadmap thì chúng ta hoàn toàn chúng ta lái được, trong việc thay vì chúng ta phải test tận 2 đến 3 lần thì chỉ cần roadmap này chúng ta có thể lái được ngay vào cái nhánh bên của động mạch vành. Và một cái nữa mà bác sĩ can thiệp chúng tôi thấy rằng là cái này roadmap nó có rất có giá trị, đặc biệt là trong can thiệp tổn thương tắc mãn tính động mạch vành. Ở đây thì các quy nghiệp nếu mà chúng ta không làm cho tim mạch thì chúng ta sẽ không biết, nhưng mà tổn thương tắc mãn tính mạch vành là những tổn thương tắc nó rất là lâu. Chúng ta hiểu nôm na giống kiểu là tổn thương mới, giống như là cái vữa chúng ta vừa bị trộn ấy, chúng ta phá đi rất là dễ. Nhưng mà với cả tổn thương chúng tôi vẫn gọi là CTO đấy, chronic total occlusion, giống hệt như là cái miếng bê tông ấy mà chúng ta muốn phá là chúng ta phải dùng những cái dây dẫn rất đặc biệt hoặc dùng những cái dụng cụ rất đặc biệt chúng ta mới phá được cái mảng bê tông đấy. Thế thì với cả cái bản đồ roadmap thì chúng ta sẽ hoàn toàn dựng được cái cây sơ đồ của cái mạch vành để đi mạch vành như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không bị đi ra ngoài cái nhánh mạch vành. Như vậy là cái roadmap này cực kỳ có giá trị trong tổn thương CTO. Mà tí nữa chúng ta sẽ xem hai ca can thiệp tại bệnh viện Lạc Việt ngày hôm nay sẽ là hai ca can thiệp CTO, nghĩa là tắc mãn tính mạch vành, là những ca rất là khó khăn, có thể coi là những kỹ thuật khó khăn nhất trong tim mạch can thiệp động mạch vành. Và chính vì là nhờ những kỹ thuật can thiệp như vậy mà qua nghiên cứu người ta thấy rằng là chúng ta làm giảm được 28-30% cái số lượng thuốc cản quang trong việc chúng ta làm can thiệp, và giảm được 26.3% các cái góc chủ chúng ta cần làm. Thì theo chúng tôi đây là một cái giá trị nó rất là có giá trị trong việc, một là chúng ta tiết kiệm thuốc cản quang, chúng ta tiết kiệm được các cái dụng cụ y tế, chúng ta làm giảm các nguy cơ biến cố do suy thận, đúng không? Đặc biệt các người già. Thì đây là những cái công nghệ mà giúp chúng ta thay đổi được cái thực hành lâm sàng hàng ngày. Rồi, thế thì đến một cái nữa mà chúng ta cũng phải lưu tâm, đó chính là sau khi mà chúng ta được nong đặt stent rồi thì sẽ phải sử dụng các cái bóng nong để cho cái stent nó nở tròn đều, nó áp sát vào cái thành mạch máu của bệnh nhân. Thì với cả cái hệ thống máy của Philips thì chúng ta có thiết hiệu là Stentwood Life, có nghĩa là với cả những cái hãng khác là những máy móc khác thì chúng ta sử dụng Stentwood nhưng mà hình động, đúng không? Hình tĩnh. Nhưng mà với cả cái Stentwood Life này thì nó hoàn toàn động, để chúng ta rất là nhìn rõ ràng được là cái vị trí của cái bóng của chúng ta đã đến được cái đầu stent hay chưa. Vì các quý đồng nghiệp thấy rằng là nếu mà cái bóng chúng ta lại nong ra quá ở phía đầu ngoài stent, từ lúc chúng ta nong lên thì cái bóng rất là to, nó có thể làm cho rách hoặc là làm cho lóc tách ở đoạn đầu của mạch vành, đoạn gật hoặc là đoạn xa. Đó chính vì vậy mà cái việc của chúng ta căn chỉnh bóng nó rất là quan trọng. Thì vì mỗi cái bóng, cái vị trí căn chỉnh này chúng ta biết rằng là nó chỉ có vài mm thôi. Chính vì cái tay bác sĩ can thiệp, cái tay chúng ta cầm rất là tinh tế, và dựa vào cái hệ thống này thì chúng ta sẽ biết được vị trí bóng của chúng ta ở đâu để chúng ta tránh gây ra những biến cố sau khi bệnh nhân đã được can thiệp mạch vành rồi. Và một cái nữa, một cái đặc điểm tích hợp rất là hay, nếu như mà trước đây chúng ta phải dùng các cái máy iVert, máy FFA, đó là hai cái máy khác biệt nhau, chúng ta lại phải dùng hai cái bộ điều khiển khác nhau, đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta link một cái hình đấy trên cùng một vị trí cái cây sơ đồ mạch vành của bệnh nhân, đó là điều không tưởng trong thời điểm hiện tại tại rất nhiều các cái trung tâm tim mạch. Như vậy là nếu mà chúng ta chỉ cần cái một cái dữ liệu là một hệ thống mà chúng ta tích hợp được toàn bộ cả cái chụp mạch vành, cái FFA trên cùng hệ thống, thì đấy là điều có thể coi là lý tưởng với bác sĩ tim mạch can thiệp, bởi vì chúng ta động đến vị trí nào chúng ta biết ngay là cái thông số đấy iVert là bao nhiêu, hẹp bao nhiêu phần trăm, FFA là bao nhiêu, tỷ số nó bao nhiêu, thì chúng ta đấy là điều giúp cho bác sĩ can thiệp rất là hữu ích khi mà chúng ta lựa chọn những tổn thương nào cần thiết phải can thiệp hoặc là không. Thì
hệ thống này chúng tôi cũng đã giới thiệu, đó là những cái bảng điều khiển nó tích hợp ngay trên cái bảng điều khiển của cái máy, đúng không ạ? Đây trong trường hợp này là cái máy Philips, hoàn toàn tích hợp ngay đấy. Chúng ta nhìn được cái thông số iVoice, chúng ta nhìn được FMA ngay trên cùng một cái bảng điều khiển thân thuộc. Khi mà chúng ta quen cái bảng điều khiển này rồi thì thay vì chúng ta phải sử dụng đến tận 2 đến 3 cái bộ điều khiển khác thì nó đã tích hợp sẵn ở trên cái hệ thống này rồi, thì có thể giúp bác sĩ chúng ta đánh giá được các cái vị trí can thiệp chúng ta như thế nào trong cái tình huống này. Và ngoài ra ở chỗ đây là một cái nền tảng này, ở chỗ là nó đánh giá được các cái thông số FFA hoặc là EFA, thì chúng tôi xin nhắc lại một chút với cả những quý đồng nghiệp nào không làm trong ngành tim mạch. Thì iVoice là chúng ta đánh giá những cái về mặt hình ảnh học ở trong can thiệp mạch vành, đó như là chúng ta đưa cái đầu dò siêu âm vào trong cái lòng mạch vành, rồi là chúng ta đưa cái mắt chúng ta vào trong cái lòng mạch vành đấy. Rất nhiều tổn thương mà nhiều khi nó không rõ ràng lắm, chúng ta không nhìn được, nhưng mà với cả iVoice chúng ta nhìn được rất là kỹ. Và ngoài ra với cả hệ thống chroma flow thì chúng ta nhìn được cái dòng máu mão hóa, giúp chúng ta nhìn được là cái lóc tách mạch vành có hay không, hoặc là stent nó áp sát thành hay chưa. Ngoài ra thì FFA, nếu như iVoice đánh giá về mặt hình ảnh học thì FFA đánh giá về mặt sinh lý học của mạch vành, liệu rằng là cái chỗ hẹp đấy nó có ảnh hưởng đến cả cái dòng chảy của mạch vành hay không, đúng không ạ? Chính vì vậy mà nếu như mà chúng ta tích hợp được trên hệ thống này thì nó rất là có giá trị với cả bác sĩ tim mạch can thiệp. Và với cái hệ thống sinh vision đó, khi mà chúng ta chụp mạch vành rồi thì nếu mà các cái đốt vàng vàng ở đây mà các quý nghiệp thấy rằng ở trên bên này, đúng không ạ, nếu mà chúng ta chỉ cần click đến đâu thì ngay lập tức hiện ra thông số luôn đó, là iVoice là hẹp bao nhiêu phần trăm, FFA là lúc này là thông số là bao nhiêu phần trăm. Như vậy bác sĩ can thiệp chúng ta, thay vì chúng ta cứ phải nhớ hình, chúng ta có phải chụp đi chụp lại, thì với cả cái sinh vision này chúng ta hoàn toàn chúng ta đánh giá được tất cả các vị trí nào mà chúng ta muốn can thiệp, mà chúng ta muốn đánh giá, và ngay lập tức nó hiện ra ngay các thông số FFA iVoice trên cùng một vị trí đấy. Thì đây có thể coi là một điều lý tưởng với bác sĩ tim mạch can thiệp khi mà chúng ta làm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như là cái độ chính xác tăng lên rất là nhiều khi mà tích hợp cả ba hệ thống chụp mạch vành, iVoice, FFA trên cùng một hệ thống. Và mục thứ hai chúng tôi muốn nói chia sẻ với các quý nghiệp ở đây, chỗ là can thiệp tim cấu trúc nó sẽ làm tương lai rất là gần. Nếu như ở đây chúng ta mới đang chập chững những bước đi đầu tiên của can thiệp mạch vành thì theo chúng tôi chỉ có 5 hoặc là cùng lắm là 7 năm nữa là cái tim cấu trúc nó sẽ ngập tràn, và lúc này người ta sẽ làm tim cấu trúc nó nhiều như là làm can thiệp mạch vành. Vì khi tuổi thọ con người tăng cao lên thì cái việc can thiệp tim cấu trúc, đặc biệt là các van tim, nó sẽ ngày càng gặp nhiều hơn. Và chúng tôi thấy rằng là chúng ta đã có rất nhiều các cái công nghệ khác nhau có thể giúp được cái việc mà chúng ta thực hiện được cái tim cấu trúc, đúng không ạ? Thì chính vì vậy mà các cái kỹ thuật navigator với cả mạch máu, nó sẽ là khai thác dữ liệu CT MRI chẩn đoán qua cái thuật toán tự động và chính xác cao, nó giúp quá trình lập các kế hoạch và dẫn đường can thiệp trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng và độ lặp lại cao hơn. Thứ nhất là nó tự là nhận diện và phân tích được các cái cấu trúc giải phẫu, đo đạc đặt các dấu mốc và lưu các góc chiếu tối ưu cho bác sĩ tim mạch can thiệp. Và ngoài ra là cái hệ thống này rất đặc biệt ở chỗ là nó trồng chập lên nhau hình ảnh soi qua với cả các cái đường bao giải phẫu, các mục tiêu, các vùng thả thiết bị được xác lập từ cái bước lên kế hoạch. Chính vì vậy mà thay vì trước đây mà chúng ta cứ phải dò dẫm, đúng không ạ, thì bây giờ cái hình nó vẽ ra một hình tương đối như vậy để chúng ta biết rằng là cái cây nó mạch chủ của bệnh nhân ở đâu, đâu là vị trí van là mạch chủ để chúng ta thả cái van TAVI. Như vậy là nhờ này thì bác sĩ can thiệp chúng ta không phải hình dung quá nhiều, mà bây giờ nó rất là trực quan, sinh động như vậy để cho chúng ta có thể hình dung được các cái bước mà chúng ta có thể làm trong các cái tim mạch can thiệp, đúng không ạ? Ở đây ví dụ ở đây là người ta sẽ hiện ra cái cây động mạch chủ ở đây, đúng không ạ, để chúng ta xem đây là cái vị trí mà van động mạch chủ. Với cả các cái tim bẩm sinh, tim cấu trúc thì cái hệ thống này nó cũng giúp sức cho chúng ta trong chỗ là chúng ta đọc cái van, đặt van động mạch phổi ở đâu, chúng ta đong đặt eo động mạch chủ, động mạch phổi, thông nối ống mạch, thì hệ thống này nó cũng giúp sức chúng ta cho việc chúng ta đo đạc các cái thông số, chúng ta đo đạc được các hình tham chiếu, thậm chí là chúng ta dựng được hình 3D trong việc chúng ta can thiệp các cái van tim, đặc biệt là van tim cấu trúc. Và ở gần đây thì người ta thấy rằng là việc mà chúng ta can thiệp van TAVI hiện tại với chúng tôi đã trở thành những cái can thiệp thường quy và tuần nào cũng có hết, đó là những can thiệp đặt van động mạch chủ qua da với cả những bệnh nhân mà hẹp chủ, rồi chủ khít, đúng không ạ? Và bây giờ lứa tuổi nó càng gặp nhiều hơn, nguy cơ phẫu thuật của bệnh nhân càng thấp hơn mà có thể ứng dụng được kỹ thuật TAVI. Và nhờ những cái biện pháp này thì người ta thấy rằng là chúng ta có thể đo đạc những thông số TAVI trực tiếp ngay trên cái phim chụp của bệnh nhân để chúng ta đo đạc các thông số, đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn cái vòng van như nào, đặt van tại vị trí ra sao, thì nhờ những hệ thống máy của Philips chúng ta hoàn toàn chúng ta đo đạc và chúng ta sẽ đánh dấu được những cái vị trí này rất là dễ dàng ở trên các cái góc chụp khác nhau khi mà chúng ta đồng bộ hóa cả CT cũng như là cái phim chụp động mạch chủ qua da. Và tiếp theo ở chỗ là gì ạ? Là với cả cái van động chủ qua da thì việc chúng ta tìm được các vị trí là sẽ thả van tại đâu, đúng không ạ? Và độ cao của van thế nào để tránh chúng ta che lấp các lỗ vào của các cái động mạch vành.
Và cũng tương tự như vậy là nhờ hệ thống chồng chập lên ảnh, soi quang với cả các cái đường bao giải phẫu, các cái mục tiêu vùng thả thiết bị xác lập từ các bước lên kế hoạch để giúp cho bác sĩ tim mạch can thiệp có một cái nhìn rất là trực quan và sinh động trên cái phim chụp như vậy. Và ngoài ra thì Philip không những mạnh ở những cái máy chụp mà còn mạnh hơn ở những cái máy siêu âm, đúng không ạ? Và cái Echo Navigator cũng là một cái hệ thống khác đặc biệt quan trọng với cả các cái tim cấu trúc, ví dụ như là các cái tim bẩm sinh, hoặc ở đây của chúng tôi là dùng các cái thiết bị kẹp van hay lá qua đường ống thông. Giả sử đây là một cái bước mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải chọc cái vách điên nhĩ trong cái bước mà chúng ta phải đưa dụng cụ từ bên để mà sang bên tim trái, từ bên tim phải thì sang bên tim trái của bệnh nhân, đúng không ạ? Nếu mà trước đây chúng ta cứ phải hình dung đâu là cái vách điên nhĩ, chúng ta phải dựa vào cái bác sĩ siêu âm thì ngay lập tức nó đồng bộ hóa luôn hình ảnh của trên siêu âm cũng như hình ảnh chụp hình vành để chúng ta xem là vách điên nhĩ của chúng ta ở đâu để chúng ta chọc các cái vách điên nhĩ. Ở đây giáo sư Hùng cũng là chuyên gia rất là có nhiều kinh nghiệm trong việc chúng ta chọc vách điên nhĩ ở trong nong van hay lá, cũng như là trong can thiệp van hay lá qua cái đường ống thông. Và Echo Navigator này thì cũng giúp ích cho chúng ta ở chỗ là gì ạ, là nó tự đồng bộ hóa tất cả hình ảnh siêu âm, hình ảnh chụp X quang ở trên cái máy chụp mạch để chúng ta biết rằng là cái van của chúng ta nằm ở đâu, đúng không ạ, và chúng ta nên kẹp van tại vị trí nào. Thì ở đây chúng ta không phải hình dung quá nhiều nữa, nó hiện ngay ra là vòng van hay là nó nằm ở chỗ nào, cái van hay là nó nằm ở đâu. Chính vì vậy mà bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta thay vì cứ phải hình dung trong đầu, thực tế là việc làm tim cấu trúc này, ông bác can thiệp này hay bác can thiệp kia giỏi hơn nhau ở chỗ là chúng ta có một cái hình dung 3D ở trong đầu. Nhưng mà bây giờ với cả hệ thống của Navigator như vậy thì giúp cho bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta nhìn mọi thứ nó trực quan hơn rất là nhiều, đúng không ạ, không phải quá hình dung quá nhiều nữa. Thì đây là một số các cái ví dụ về mặt tiến bộ. Và ngoài ra thì hình ảnh với cả hình ảnh siêu âm tim qua thực quản, đúng không ạ, thì cái true view này thì nó hiện ra hình giống hệt như là một các cái mô của cơ tim của bệnh nhân, và giúp cho các cái hình ảnh đấy hiện ra một cách rất là trực quan, và chúng ta đánh giá vận động được các thiết bị can thiệp, và qua được đánh giá qua cái vùng đốc đơm màu thì chúng ta sẽ biết được là cái việc mà can thiệp van của chúng ta đã thành công hay chưa qua kỹ thuật mà Echo Navigator, đặc biệt là trong các cái can thiệp và van hai lá qua đường ống thông. Và một phần tiếp theo, như vậy là trên chúng tôi đã đưa cho các quý đồng nghiệp những cái tiến bộ mà chúng ta có thể ứng dụng ở trong các cái tim mạch can thiệp, đặc biệt là sự giúp sức của công nghệ hình ảnh học giúp cho bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng trong rất nhiều các công nghệ này thì không phải lúc nào chúng ta sẽ có hết được, tùy thuộc vào cái gói mà chúng ta sẽ cài đặt với cả cái bên nhà cung cấp, nhưng đấy là những cái mà chúng ta có thể tối ưu được, đúng không ạ? Và bây giờ chúng tôi xin phép là quay lại những cái hội nghị tim mạch can thiệp lớn. Tất nhiên là ở đây trong nhiều bác sĩ chúng ta sẽ không có dịp tham gia, nhưng mà chúng tôi cũng rất là may mắn có dịp tham gia hội nghị tim mạch can thiệp châu Âu, thì đây có thể coi là hội nghị tim mạch can thiệp lớn nhất trên toàn thế giới. Thế thì liệu rằng trong năm vừa qua thì có những cái nổi bật nào của hội nghị này để có thể cập nhật được cho quý đồng nghiệp hay không? Thế thì có thể coi là hội nghị tim mạch can thiệp châu Âu Europisa được sáng lập từ năm 1989, đầu tiên là tại Paris, và tới hiện tại thì đây có thể coi là hội nghị can thiệp lớn nhất trên toàn thế giới. Và hội nghị năm vừa qua thì nó phá vỡ hàng loạt các kỷ lục về số lượng người tham gia. Nếu như năm ngoái là có khoảng tầm 11.500 người tham gia thì năm vừa rồi chúng tôi đã ghi nhận hơn 12.100 người tham gia. Hội nghị lúc nào cũng đông kín người luôn với hàng loạt các phiên báo cáo khác nhau. Và tại phiên hội nghị này thì chúng tôi cũng rất là may mắn là được đi cùng giáo sư Phạm Mạnh Hùng. Chúng ta sẽ có một cái phiên báo cáo với cả các nước bạn gồm có nước Thái Lan và nước Brunei, nói về các cái sử dụng bóng phủ thuốc trong can thiệp tim mạch. Và chúng ta, giáo sư cũng đã chủ trì các phiên báo cáo này rất là thành công, và chúng ta cũng đã có tiếng nói, và những cái trình độ cũng như là công nghệ của bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta hoàn toàn tương đương với các nước ở trong khu vực trong các cái công nghệ can thiệp mạch vành cũng như là tim cấu trúc. Và ở trong hội nghị Europisa vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến và người ta đã chứng minh rằng là việc hình ảnh học là một chủ đề trọng tâm trong năm vừa qua, đúng không ạ? Và trong năm vừa qua thì người ta đã đưa hình ảnh học là một trong những cái điểm nhấn quan trọng nhất của Europisa. Bởi vì làm sao, khi mà cái tim cấu trúc ngày càng phát triển thì cái việc phát triển của hình ảnh học được coi là trái tim của cái ngành tim mạch can thiệp trong năm vừa qua, và trong năm nay người ta dành chọn cái sự ưu ái đấy cho nói hình ảnh trong tim mạch can thiệp. Thế thì quay lại một chút ở chỗ là bởi vì đây là một nghị tim mạch can thiệp lớn nhất thế giới, chính vậy mà không ngạc nhiên khi một loạt các cái công bố những nghiên cứu lớn nhất ra đời trong năm vừa qua. Trong năm vừa rồi thì họ tập trung ở chỗ là các cái van TAVI, là những van thay van đồng bào chủ qua da, có một loạt các cái nghiên cứu với cả thời lượng rất là ngắn gọn trong buổi báo cáo này. Chúng tôi chỉ xin phép tập trung lại ở một số các cái lĩnh vực, và trong đó thì chúng tôi xin điểm lại hai cái nghiên cứu quan trọng nhất trong hội nghị Europisa vừa rồi để chia sẻ với các quý đồng nghiệp.
đây một loạt các nghiên cứu đó với cả van hai lá, các dụng cụ mới với cả van động vành, cũng như là các cái tiến bộ ở trong cái sinh lý học mạch vành, các tiến bộ ở trong chẩn đoán hình ảnh học mạch vành, cũng như là một loạt các cái tiến bộ khác cũng được đưa ra trong hội nghị Europisa năm vừa rồi. Thì như là nói ở trên đúng không ạ, thì do thời lượng của hội nghị có hạn, chúng tôi xin phép được điểm ra hai cái nghiên cứu mà được chính các cái đồng nghiệp tham dự Europisa cũng như là trong cái ban tư vấn về khoa học của Europisa chọn ra. Đó là một nghiên cứu về Vantavi và một nghiên cứu về thời sự sử dụng các cái thuốc chống các thuốc phủ thuốc, các bóng phủ thuốc ở trong tim mạch can thiệp, giúp làm giảm được thời gian chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng cái tập tiểu cầu. Đầu tiên thì đây là nghiên cứu REC CAFRI 2 thực hiện tại Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rằng là trong những năm vừa qua thì Trung Quốc nổi lên là một cái trung tâm thực hiện rất nhiều các cái thử nghiệm lâm sàng. Bởi vì sao? Bởi vì đây họ rất là đông dân. Đúng không? Chính vậy mà người ta sử dụng cái số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu để bẹp toàn bộ các nghiên cứu khác tại châu Âu, những nước phát triển khác, bởi vì là số lượng bệnh nhân tham gia rất là đông. Và chính vậy mà Trung Quốc bây giờ đang nổi lên như là một cái thế lực mới ở trong các cái nơi trung tâm mà thực hiện các cái thử nghiệm về tim mạch, đặc biệt là tim mạch can thiệp. Thế thì chúng ta biết rằng là trong năm vừa qua thì cái xu thế sử dụng các cái bóng phủ thuốc nó quay lại. Đúng không? Sau một loạt thời gian chúng ta chứng kiến những tiến bộ về stent, thì bây giờ bóng phủ thuốc quay lại. Bởi cái concept là gì ạ? Là khi mà chúng ta đắp bóng phủ thuốc thì chúng ta không để lại một cái giá đỡ trong lòng mạch vành của bệnh nhân. Người ta dùng concept là nothing left behind, có nghĩa là chúng ta quay lại kỷ nguyên ban đầu của tim mạch can thiệp, là nơi chúng ta chỉ cần nong, nơi đầu ông rút có dịu chỉ nong mỗi quả bóng thôi mà, nó không là stent. Chính vì vậy mà nhờ những công nghệ tốt, những cái tiến bộ của cái thuốc kháng đông, chính vì vậy mà cái xu thế sử dụng bóng phủ thuốc nó quay lại rất là mạnh mẽ trong năm vừa qua. Nhưng mà chúng ta thực sự là chưa có một nghiên cứu nào nói rõ là việc chúng ta dùng các cái thuốc kháng cái tập tiểu cầu két, ở đây là aspirin, có cả ticagrelor hoặc là prasugrel hoặc là clopidogrel trong tình huống này là sử dụng trong vòng thời gian bao lâu. Thế thì Trung Quốc họ tiến hành cái nghiên cứu này để trả lời câu hỏi đó. Thế thì đây là một nghiên cứu mà người ta chứng minh là những bệnh nhân mà có vào viện vì hội chứng mạch vành cấp mà chỉ sử dụng là mỗi bóng phủ thuốc thôi, không có đặt stent gì hết, đúng không? Mà sau đó thì được dùng là các cái thuốc kháng tập tiểu cầu thông thường là trong vòng 12 tháng. Còn cái nhánh thứ hai là họ chỉ dùng có kháng cái tiểu cầu trong vòng có một tháng đầu thôi. Sau đó một tháng sau thì họ một loại đi, họ chỉ dùng mỗi aspirin hoặc là một cái thuốc khác đơn độc thôi, chứ họ không dùng kháng tiểu cầu nữa. Thì thế nào? Thì tiến hành trên 41 trung tâm tại Trung Quốc, đúng không ạ? Và cái số lượng bệnh nhân ở đây người ta thấy rằng là số lượng bệnh nhân khá là lớn, hơn 1.900 bệnh nhân. Và trong tiểu này người ta chia làm hai nhóm. Một nhóm thứ nhất là chúng ta chỉ dùng có aspirin trong vòng trong aspirin có phải ticagrelor trong vòng một tháng đầu thôi. Sau một tháng sau người ta dùng mỗi aspirin thôi, đúng không ạ? Mà người ta bỏ các thuốc còn lại, bỏ ticagrelor. Còn với cả cái nhóm bệnh nhân còn lại là đang dùng theo các khuyến cáo hiện tại là dùng cả aspirin, dùng cả ticagrelor trong vòng 12 tháng. Và người ta so sánh các cái biến cố xảy ra ở đây, đó chính là những biến cố như là nhồi máu cơ tim, đó chính là tử vong do bệnh nhân tái tê máu mạch vành hoặc là chảy máu ở trong tuyến này. Thì người ta thấy rằng là trên số lượng bệnh nhân là gần 2.000 bệnh nhân, rất là lớn như vậy mà người ta chia làm hai nhóm như vậy. Thì hai cái nhóm này nó tương đương với nhau, thì bệnh nhân Trung Quốc nó cũng gần giống như là cái đặc điểm của bệnh nhân người Việt Nam chúng ta là có 1/3 bị tiểu đường, đúng không ạ? Có 1/3 là có các can thiệp mạch vành trước đấy, và tỷ lệ bệnh nhân có các cái nguy cơ chảy máu cao là khoảng tầm 1/5 ở mỗi cái nhóm bệnh nhân nghiên cứu. Và chúng tôi thấy rằng rất là hay ở chỗ là cái số lượng bệnh nhân sử dụng các cái bóng cắt tên hay bóng scoring, như là bóng để chúng ta cắt tổn thương nó rất là cao, chiếm gần 65% trong các cái tình huống đấy, đúng không ạ? Và trung bình là bệnh nhân sử dụng 1/3 quả bóng, có nghĩa là có một những bệnh nhân là có dùng một quả, nhưng có rất nhiều bệnh nhân phải dùng tận 2 quả bóng phủ thuốc trong cái tổn thương mạch vành. Mà đây là trong tình huống này là các hội chứng vành cấp, chứ không phải là mạch vành mãn hoặc là tái hẹp trong stent. Và đa số các bệnh nhân là có ít nhất một các lý do, đó chính là gì ạ? Một là nếu đối tượng bệnh nhân mà có tổn thương chỗ chia đôi, tổn thương tái hẹp hoặc là tổn thương lan tỏa của động mạch vành, người ta đưa vào trong các cái can thiệp này, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ tuân thủ thuốc khá là cao, khoảng tầm 85% bệnh nhân tuân thủ tiếp tục các phác đồ điều trị đấy, để cho thấy rằng là cái kết quả cuối cùng của chúng ta là chúng ta đáng tin cậy trong tuyến đấy. Thế thì điều mà các bác sĩ tim mạch, đặc biệt là bác sĩ lâm sàng, chúng ta rất quan tâm là liệu rằng chúng ta cắt đi cái thuốc mà ticagrelor chỉ sau có một tháng thôi, nó có mang lại những cái biến cố làm cho bệnh nhân gia tăng biến cố hay không, đúng không? Thì cái câu trả lời của nó là không. Có nghĩa là người ta so sánh hai đường, là gì? Một là cái đường chúng ta làm giảm thời gian dùng DVT đi, so với cái đường mà chúng ta dùng cái đường thông thường, thì hai cái đường cuối 360 ngày thì nó gộp gần như là gộp chung với nhau, có nghĩa là các cái biến cố xảy ra là không đáng e ngại với cả cái nhóm mà chúng ta dùng các cái thuốc mà DIPT trong thời gian ngắn hạn thôi, có một tháng thôi, sau đó chúng ta dùng với aspirin đơn độc, đúng không ạ? Như vậy là về mặt các cái biến cố về an toàn là chúng ta thấy rằng nó không khác nhau giữa cả các cái biến cố chính ở trên đối tượng này.
Và người ta thấy rằng là qua nghiên cứu này đã trả lời được phần nào đấy câu hỏi, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta dùng cái đóng, cái bóng phủ thuốc với cả bệnh nhân mà ở đây trong tình huống này là hội chứng phanh cấp, nó tỏ ra an toàn, đúng không ạ? Và chúng ta thậm chí là chúng ta có thể cắt được cái rút ngắn được thời gian dùng DVT so với cả cái chiến lược thông thường. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu rất là quan trọng mà chúng ta mở ra những cái chân trời mới cho việc chúng ta dùng bóng phủ thuốc ở trên những chỉ định mà thay vì chỉ tái hẹp trong stent như là trước đây, thì với cả những tổn thương khác chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể dùng được trong trong thời gian tới. Nghiên cứu thứ hai mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây chỗ là chúng ta quay lại câu chuyện TAVI. Đây là câu chuyện rất là nóng hổi thời sự. Và nếu như cái đây khoảng tầm 1-2 năm thì TAVI làm tại vì tim mạch chúng tôi có vài tháng mới có một ca, nhưng bây giờ hầu như tuần nào chúng tôi cũng làm một ca TAVI và trở thành những cái ca tiệp thông thuộc, ca tiệp là thường quy tại vì tim mạch. Và với cả trường hợp này thì người ta so sánh với cả những đối tượng bệnh nhân mà trẻ tuổi, yếu tố nguy cơ phẫu thuật thấp, đúng không ạ? Với cả cái trường hợp mà có hẹp khít van đầu chủ 3 lá van hoặc là 2 lá van trong tuyến này, thì liệu rằng nó có ưu việt hơn hay là nó kém hơn so với cả phẫu thuật thay van đầu chủ qua da thông thường hay không, đúng không ạ? Thì người ta trả lời qua nghiên cứu Notion 2. Thì các quý đích hợp thấy rằng là với cả những nghiên cứu trước đây, khi mà chúng ta đã bước chân những cái bước đầu tiên trong cứu TAVI, thì người ta sẽ loại trừ những bệnh nhân mà cao tuổi quá, trên 70 tuổi, hoặc là những đối tượng bệnh nhân mà chỉ van đầu chủ có 2 lá thôi. Tại sao van đầu chủ 2 lá thì nó khó khăn hơn ở chỗ là với cả những bệnh nhân mà van đầu chủ 2 lá thì cái vòng van nó không được tròn đều. Chính vậy khi mà chúng ta đặt cái van nhân tạo vào thì nó rất là dễ bị hở cạnh chân van. Chính vậy là làm cho những cái biến cố liên quan cả van đầu chủ 2 lá nó gia tăng hơn so với cả những bệnh nhân mà có van đầu chủ 3 lá thông thường. Chính vậy mà một loạt các cái bệnh nhân này đã bị loại trừ ra khỏi các loạt các nghiên cứu lớn. Và trong nghiên cứu Notion 2 này thì người ta lại tuyển chọn những bệnh nhân này vào trong nghiên cứu để người ta liệu rằng so sánh sự an toàn so với cả phương pháp phẫu thuật thông thường nó ra sao, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này đơn nghiên cứu chia ngẫu nhiên vào trên đối tượng bệnh nhân mà dưới 75 tuổi và có yếu tố nguy cơ phẫu thuật thấp, đúng không ạ? Đấy, thì người ta chia làm hai nhóm như vậy, và trên đối tượng bệnh nhân là hơn 370 bệnh nhân để người ta so sánh. Và các biến cố ở đây gặp phải là gì? Đó là biến cố tổng hợp giữa cả tử vong, đột quỵ hoặc là biến cố tái nhập viện trong tình huống này, để người ta so sánh các cái thông số như vậy. Thì đây là cái đối tượng bệnh nhân thì gần như là tương đồng giữa hai nhóm, là nhóm dùng TAVI và nhóm phẫu thuật, và độ tuổi bệnh nhân trung bình là 71, giống hệt như là đối tượng bệnh nhân mà chúng ta có đã nói ở trên. Và cái điểm STS nó không phải là cao, có 1.1 thôi, là nhóm nguy cơ thấp ở trên đối tượng bệnh nhân này. Rất nhiều bác sĩ người ta quan tâm là liệu rằng cái TAVI với cả cái phẫu thuật mà mổ mở thì nó thế nào, đúng không ạ? Thì người ta thấy rằng là đầu tiên người ta so sánh các cái thông số về tử vong, về đột quỵ hoặc là tái nhập viện, thì TAVI nó càng nhỉnh hơn một chút là 10,2%, trong đó phẫu thuật là 71%, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn các cái thông số đánh giá P thống kê ở đây thì nó chưa có các ý nghĩa thống kê, đúng không ạ? Rồi là người ta liên quan đến cả tử vong hoặc là các cái đột quỵ mà gây ra những hậu quả, thì người ta thấy rằng là hai cái nhóm này nó cũng gần như là tương đương với nhau, và cái P nó không có ý nghĩa thống kê trong tình huống này. Người ta thấy rằng là gì ạ? Tuy nhiên nếu mà xét với cả những trường hợp mà đột quỵ mà không để lại những di chứng, thì người ta thấy rằng là ở cái nhóm dùng TAVI thì lại cao hơn so với cả cái nhóm chúng ta phẫu thuật, ở đây là P nhỏ hơn 0.005. Và một loạt các cái bằng chứng về tính an toàn thì nó sẽ có sự khác biệt ở đây. Thứ nhất là với cả van TAVI thì nó làm giảm đi các cái biến cố. Thứ nhất là nó làm giảm cái tình trạng xuất hiện rung nhĩ, đúng không ạ? Và nó làm tuy nhiên thì với cả những đối tượng bệnh nhân mà có phẫu thuật thì lại là gia tăng các cái biến cố, đặc biệt là biến cố chảy máu, đúng không ạ? Biến cố gây ra rung nhĩ mới cho bệnh nhân. Nhưng mà với cả TAVI thì cái tỷ lệ bệnh nhân phải sử dụng các cái đặt máy tạo nhịp sau đấy thì chiếm tỷ lệ khá là cao trong cái nghiên cứu Notion 2 này, là 15.1% bệnh nhân sau khi làm TAVI, vì khi mà chúng ta sử dụng cái van đấy nó sẽ đè vào cái đường dẫn truyền trong tim của bệnh nhân. Chính vậy mà cái van TAVI này nó lại gia tăng cái tỷ lệ phải biến cố đặt máy tạo nhịp cho bệnh nhân hơn so với cả các cái trường hợp khác. Và người ta thấy rằng là tuy nhiên khi mà chúng ta đánh giá về các cái thông số ni hao là chất lượng cuộc sống, thì rõ ràng rằng là TAVI nó ưu việt hơn so với cả phẫu thuật rồi, bởi vì là thời gian bệnh nhân nằm lại viện ít hơn, bệnh nhân sau khi làm can thiệp sau có vài tiếng là tỉnh táo hơn rất là nhiều rồi, thay vì phải cưa sức ra. Chính vậy mà chất lượng cuộc sống bệnh nhân TAVI nó cao hơn, đấy là điều rất là dễ hiểu. Và khi mà chúng ta so sánh là cái van 2 lá, van đầu chủ 2 lá hay là van 3 lá, thì người ta thấy rằng là với cả cái van đầu chủ 3 lá thì các cái biến cố xảy ra dường như cao hơn so với cả cái van đầu chủ 3 lá. Ở đây tất nhiên là cái tỷ lệ thống kê nó cũng chưa đạt được là có sự khác biệt, đúng không ạ, trong tình huống này. Nhưng với cả những trường mà các cái biến cố với cả van đầu chủ 3 lá thì cái P đã gần tiệm cận đến mức 0.005 rồi, đúng không ạ? Ở đây TAVI là 14.3% và cái phẫu thuật nó chỉ có 3.9% thôi, đúng không ạ? Và đặc biệt là liên quan đến cả các cái trường hợp mà bệnh nhân có đột quỵ, đúng không ạ, hoặc là tử vong, thì cái tỷ lệ TAVI nó nhỉnh hơn mặc dù nó chưa có ý nghĩa thống kê.
Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích đa biến thì người ta thấy rằng là với cả cái van động mạch chủ có hai lá van thôi thì người ta vẫn nghiêng về cái hướng phẫu thuật nhiều hơn. Chính như vậy mà trong cái nghiên cứu Notion 2 này, sau khi theo dõi bệnh nhân trong vòng 1 năm thì người ta vẫn đưa ra cái từ cảnh báo với cả rất là phải cẩn thận với cả những bệnh nhân mà hẹp chủ khít có van động chủ hai lá thì vẫn rất là thận trọng khi mà chúng ta dùng thực hiện biện pháp TAVI. Và trong tiếng này phẫu thuật thì vẫn tỏ ra là cái ưu điểm hơn so với cả TAVI trong tình huống thì có bệnh nhân mà van động chủ hai lá. Tuy nhiên chúng ta vẫn khẳng định là TAVI chúng ta hoàn toàn làm được cho cả van động chủ hai lá, nhưng mà chúng ta phải rất là cẩn thận trong đối tượng bệnh nhân này để đo đạc cũng như là theo dõi bệnh nhân rất là sát sau đó. Kính thưa quý đồng nghiệp, như vậy là chúng tôi đã vừa điểm qua hai nghiên cứu lớn nhất trong EuroPISA 2024 vừa rồi, và cái slide này cũng đã dẫn tới các cái kết luận của chúng tôi trong cái bài báo cáo này. Thứ nhất là chẩn đoán hình ảnh hiện đại đóng vai trò rất quan trọng, có thể coi là con mắt của những bác sĩ can thiệp trong việc nâng cao hiệu quả và an toàn của các cái can thiệp tim mạch, và liên tục cập nhật và ứng dụng các công nghệ mới là yếu tố then chốt để chúng ta cải thiện được kết quả điều trị và chăm sóc bệnh nhân tim mạch. Là ngành tiến triển như là vũ bão, nếu mà chúng ta chỉ dừng học có 1-2 ngày, thậm chí 1-2 tháng là chúng ta tụt hậu hơn rất là nhiều rồi. Chính vì việc liên tục cập nhật các kỹ thuật mới là điều vô cùng quan trọng với cả các bác sĩ tim mạch can thiệp. Và cập nhật từ hội nghị tim mạch can thiệp EuroPISA cho thấy xu hướng can thiệp TAVI cho những bệnh nhân hẹp van động mạch chủ trẻ tuổi hơn, nguy cơ tim mạch thấp hơn, và bóng phủ thuốc đang là xu thế. Leave nothing behind là mở rộng chỉ định can thiệp nhồi máu tim cấp, chỗ chia đôi mạch nhỏ, mạch lan tỏa nếu mà giải phẫu phù hợp, và ngoài ra thì nó còn giúp ngắn thời gian dùng các cái thuốc DPT trong thời gian này. Và chúng tôi xin kết thúc cái bài trình bày ở trên, và chúng tôi cũng xin thông báo với các quý nghiệp là tháng 10 này, ngày 11, 12 tháng 10, chúng ta sẽ có hội nghị tim mạch can thiệp toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng, mà rất là kính mong các đồng nghiệp quan tâm chúng ta sẽ tham gia trong hội nghị tim mạch can thiệp toàn quốc tại Đà Nẵng tháng 10 tới. Và cuối cùng xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của các quý đồng nghiệp. Và rất là cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Phan Tuấn Đạt. Thì chúng ta thấy rằng là đúng là cái xu hướng của tim mạch can thiệp nó thay đổi rất nhiều. Nếu mà chúng tôi chỉ có bình luận thêm một chút, nếu mà năm 2002, ông Alain Cribe, rất tiếc là năm ngoái ông vừa mất rồi. Bác sĩ của người Pháp của ông sang Việt Nam, và chúng tôi, ông ấy là người đầu tiên làm cái thay van mạch chủ qua đường ống thông, mà bác sĩ Đạt gọi là TAVI, viết tắt của thay van mạch chủ qua đường ống thông. Khi ông đưa ra ý tưởng đấy thì một loạt các bác sĩ phẫu thuật bảo là nguy hiểm, ý tưởng này là điên rồ và chỉ trích khủng khiếp. Thế nhưng mà người ta vẫn cương quyết, người ta làm và người ta phát triển. Theo ngày tháng thì bây giờ nó đã trở thành kỹ thuật được ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Và cũng theo lịch sử chúng ta thấy tại sao có cái nghiên cứu Notion mà bác sĩ Đạt phải đề ra là lúc đầu ra đời thì những tất cả hiệp hội y khoa chỉ cho phép là làm những cái ông không thể mổ được. Mổ thì chết thì mới được làm. Có nghĩa là nguy cơ đặc biệt cao cấm mổ. Xong sau đó lại hạ xuống nghiên cứu cho nhóm là nguy cơ cao thôi thì lại làm lại tốt hơn mổ. Sau đó lại hạ tiếp xuống là cho nhóm nguy cơ trung bình, nghĩa là mổ nguy cơ trung bình. Thì thấy là cũng tốt ít nhất bằng mổ. Thậm chí một số cái theo dõi lâu dài còn tốt hơn mổ. Và gần đây nhất mấy năm trước là hạ xuống nhóm nguy cơ mổ thì là nguy cơ rất thấp thôi. Có nghĩa là có thể chọn mổ cũng được, chọn can thiệp cũng được. Thì liệu mổ vẫn là cái phương pháp truyền thống hơn hay không? Thì chúng ta thấy là nó cũng không kém. Và thậm chí lâu dài tốt. Tuy nhiên là cái nghiên cứu Notion này nó chỉ ra cho chúng ta là gì? Cho có vẫn chọn lọc, nếu những bệnh nhân cần phải mổ thì vẫn mổ. Ví dụ những bệnh nhân mà van động mạch chủ nó bẩm sinh từ bé nó đã có hai lá van rồi, thực tế trong số chúng ta ngồi đây có khoảng 20% số chúng ta là van động mạch chủ thay vì ba lá van hay hai lá van, thì những người đến rất dễ bị vôi hóa. Đến tuổi 70-80 là nó bắt đầu nó vôi và nó hẹp, và cái hẹp van mạch chủ là một trong nguyên nhân gây đột tử nhiều mà chúng ta không phát hiện ra. Tôi chỉ bình luận là cái tim mạch can thiệp, cái ý tưởng của nó phát triển rất là mạnh trong những năm vừa rồi, ý tưởng tiên phong tiến bộ và làm thay đổi hẳn gọi là các cái ra, và nó cũng mang lại, nói thật sự nó cũng mang lại cái ngành công nghiệp rất lớn cho các hãng. Chỉ một cái phát kiến rất là nhỏ thôi, ví dụ như một cái bóng để nó phải vôi, và cái hãng đấy vừa rồi nó bán lại được 13 tỷ đô la, cái hãng nó khởi nghiệp, nó nghĩ ra cái ý tưởng đấy, nó khai thành công, thì để ra thị trường thì các cái hãng rất lớn họ có tiền họ mua để bán để chúng. Nhưng thực sự nó mang lại lợi ích vì nhiều cái mạch vành rất là vôi không làm gì được, răng cũng không được, ten cũng không được, khoan thì không tới vì nó vôi nó ở sâu, mổ thì không được, vôi thế thì cũng chẳng bổ vào mạch vành mổ được. Thế là nó dùng cái bóng, nó dùng cái nguyên lý giống như tán sỏi ấy, nhưng mà để nghĩ thì dễ, như chế tạo được quả bóng rồi mà nó sẽ đưa vào đúng cái địa điểm đấy để nó dùng sóng gọi là shockwave để nó làm vỡ cái vôi trong lòng mạch ra để chúng ta đặt cái stent.
thì cái ý tưởng rất hay và thành công và đã phát triển như vậy. Tôi muốn nói tim mạch can thiệp là một cái ngành trẻ, cái năng động và rất nhiều khoa học tiến bộ cập nhật khủng khiếp. À, nếu chúng ta không cập nhật thì chúng ta ngay cả trong những người làm can thiệp thì chúng tôi cũng bị lạc hậu rất nhanh. Thế còn trong phục vụ cuộc sống, đời sống thường thì chúng ta thấy là có cái tiến bộ đấy đã giúp ích rất nhiều. Chúng ta tưởng tượng một cụ già 80 tuổi bị hẹp van động mạch chủ, chúng tôi thay van thì chúng tôi còn không phải gây mê nữa, chỉ gây ngủ. Làm xong mấy tiếng cụ co được chân sáng sao dậy đi lại cũng không ai biết là ông cụ này đã từng mổ để thay một cái van động mạch chủ, nhưng mình hoàn toàn được là chúng ta đang làm một cái. Sau đây thì xin mời tất cả các quý đồng nghiệp chúng ta có những câu hỏi hoặc là có những bình luận gì về các bài báo cáo rồi thì chúng tôi cùng các bạn viên thì sẽ cùng trao đổi và sắc của chúng ta. Chúng ta xin mời ạ. Hello. Báo cáo với thầy Hùng với các chuyên gia của Viện Tim Mạch Quốc gia. Thì, chúng tôi xin có ý kiến trước rồi các bạn bác sĩ ở đây thì các bạn sẽ có ý kiến tiếp theo. Tôi xin hỏi các thầy như thế này, thì mấy cái nội dung như thế này mà chúng tôi cũng thấy cũng đang quan tâm. Cái thứ nhất là báo cáo với thầy là cái sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay nó rất nhanh, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Thì việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong cái định hướng, trong cái chẩn đoán trong lĩnh vực can tim mạch nói chung và lĩnh vực can thiệp nói riêng thì ta có thể phát triển được như thế nào? Thứ hai nữa là khi cái trí tuệ nhân tạo phát triển thì ta có thể ứng dụng cái người máy, ta có thể dùng người máy để can thay vì chúng ta chỉ người chúng ta chỉ đã chỉ vì cái người máy đó can thiệp thì nó có tốt hơn không, hay là chúng ta can thiệp nó tốt hơn? Về những cái vấn đề tổn thương trong mạch máu nó xảy ra trong can thiệp, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là trong lĩnh vực đột quỵ ấy, đặc biệt là những người trẻ tuổi bây giờ thì cái tỷ lệ chảy máu não nó cao, mà những người đấy mà tử vong thì rất là đáng tiếc. Thì báo cáo với thầy là bên ngoại khoa thì người ta phẫu thuật để giảm, mà cái phẫu thuật giảm áp thì nó gây ra nó làm cho cái anh hồi sức ngoại khoa rất là khó khăn phức tạp, chưa nói là cái tổn thương trong cái phẫu thuật xảy ra. Vậy thì chúng tôi nghĩ là có thể dùng những cái dụng cụ để chúng ta luồn qua động mạch cảnh dưới sự chỉ dẫn của hình ảnh để chúng ta qua cái chỗ vỡ đó để chúng ta hút bỏ cái khối máu tụ hay là cái khối máu chảy đó rồi chúng ta rồi nút lại, thì có thể làm được không, làm sâu được không? Đấy là cái câu hỏi thứ hai. Cũng như vào câu hỏi thứ ba là tiến sĩ Đạt vừa mới nói, và với chúng tôi cũng theo dõi về Trung Quốc, người ta phát hiện khoa học kỹ thuật ghê lắm, mà đối với lĩnh vực thay tim là một nhu cầu lớn hiện nay trên thế giới, mà Trung Quốc với Mỹ đang đi đầu trong vấn đề dùng tim lợn để thay cho người. Mà Trung Quốc bây giờ nó làm nhiều hơn Mỹ rồi, mà cái thời gian sống của bệnh nhân Trung Quốc là tôi thấy theo dõi mấy tháng này vẫn chưa thấy gì, chưa có thông báo là ông ấy còn hay ông ấy mất. Ông Mỹ thì được có mấy tháng thôi, đúng không ạ? Thế thì cái triển vọng của kỹ thuật này như thế nào, xin thưa các thầy cập nhật nhiều, nghiên cứu nhiều. Cảm ơn bác Thanh. Anh đúng là người cũng hết sức là cập nhật, chứ cũng không phải là lạc hậu một chút nào cả, thậm chí còn cập nhật hơn những cái chúng tôi có được cập nhật. Khám trong lĩnh vực tim mạch can thiệp và tim mạch nói chung và tim mạch can thiệp nói riêng thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo nó đã sâu sắc và len lỏi từng vùng. Ví dụ như vừa rồi, trong tất cả các máy, đặc biệt máy của Philips và siêu âm thì hầu như người ta còn kèm theo cái phần mềm tự động để tính toán được các chức năng của tim, khiến cho bác sĩ đỡ phải đo đạc phức tạp hơn. Thế thì chỉ là câu hỏi là cái đấy có đáng tin cậy không? Vừa rồi Mỹ lại làm một nghiên cứu, nó còn báo cáo ghi ACC là kỹ thuật viên cứ đo các cái tiêu chuẩn chung thôi, và một nhóm mang ra đọc, có bác sĩ đọc, có kỹ thuật viên đọc, một nhóm là cho máy tự động nó đọc.
và cuối cùng lại cho một cái ban kiểm chuẩn lại randomize, không ai biết là đây là máy tạo hình kiểm chuẩn lại, thì cái nào nó có sự cùng là người đọc cái kém hơn, cái độ đau đỏ rất xa, trong khi đó cái máy đọc cái chuẩn hơn, bởi vì những phân giải tốt là nó đo đạc tự động, với những cái đấy ta không cần thêm sức người nữa, vậy cho nên là nó đã hỗ trợ rất nhiều, cũng như các cái tích hợp như này thì đều hiện nhân tạo. Ngay cái chuyện như chúng ta tính toán các cái cỡ van động chủ vân vân thì dựa trên chẩn đoán hình ảnh này, hay van qua đường ống thông thì chúng tôi những cái phần mềm nó giúp chúng ta là dựng lên cái hình ảnh góc nghiêng góc gập và đưa ra chúng ta tính toán giả định, nếu chúng ta đặt cái van cỡ này thì nó chạm đến cái mạch vành là bao nhiêu, cao hơn tí nữa chạm đến bao nhiêu, và khi mở rộng ra đến mức độ này thì liệu nó có nứt cái động mạch chủ hay không, hoặc là nó còn có còn dòng hở hay không. Đấy là tất cả chỉ nhờ những các cái người trí tuệ nhân tạo người ta làm. Bây giờ thì một số trung tâm lớn bên Mỹ người ta còn ứng dụng là công nghệ ảo, trí tuệ nhân tạo ảo, là hình ảnh không còn là một mặt phẳng như này nữa, người ta sẽ đeo một cái kính vào và người ta cảm giác lúc này là kim lơ lửng trước mặt chúng ta. Khi mà chúng ta muốn nhìn được mặt trên mặt dưới, chúng ta chỉ xoay như này thôi thì hình ảnh thực tế đã xoay theo, nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh ảo được quả tim như này, để chúng ta biết là chúng ta cái dụng cụ ta đưa đến đâu. Thì chúng tôi cá nhân tôi cũng nghĩ là trí tuệ nhân tạo nó sẽ là xu hướng của nó thật vào trong tương lai không xa, nó giúp đỡ rất nhiều người để chúng ta tránh những cái bước thủ công đi, ít nhất là như thế, thứ hai nữa là chúng ta dự đoán mà triển được rất là nhanh, cũng như là tích hợp cái đường đi, đây là cũng là cái xây dựng trên công thức của các trí tuệ nhân tạo, bởi vì máy đọc rất nhiều thì nó mới xây dựng được. Đặc biệt là hiện nay là cái công nghệ trên cái này người ta tích hợp đo được cái phân suất dự trữ dòng chảy vành. Ngày xưa thay vì truyền thống của chúng ta phải đưa một cái dây dẫn đo được áp lực, giống như bác sĩ Đạt cũng vừa nói xong, bác sĩ Tuấn cũng vừa nói là gì, người ta đo được cái dòng chảy sinh lý qua cái chỗ hẹp để chứng minh hẹp nhiều ít. Nhưng bây giờ nhờ cái AI là người ta đọc cái dòng chảy ở trên cái phim trùng mạch này và người ta ước lượng để tính toán ra ngay được cái qua cái phép thuật toán, chứ không cần phải đo tiếp nữa, và người ta thấy rằng là nó chính xác tương tự như chúng ta đây và người ta. Thế còn câu hỏi của bác về cái robot can thiệp thì thực sự đã có và người ta cũng đã áp dụng, nhưng không thay đổi hoàn toàn, gọi là cánh tay robot thì chúng tôi cũng đã được sử dụng. Nó là như thế này, ta sẽ vẫn cần một kỹ thuật viên và bác sĩ sẽ chọc một cái mạch đây và đưa vào, và sau đó người ta nắp với một cánh tay robot và bác sĩ sẽ ngồi ở ngoài này sẽ điều khiển giống như là mổ bằng robot gì ấy. Thì những cái đấy nó có cho phép chúng ta xoay đổi các tư thế đưa vào, như cái số 2 là giúp bác sĩ không phải đứng kia đấy rất là nhiều. Nhưng cái thứ 3 nữa nó đang áp dụng trên thế giới là nhập từ xa, ví dụ ở bệnh viện, đặc biệt đang là ví dụ một tương lai không xa, chỉ cần kỹ thuật viên chúng ta chọc được mạch, đưa được cái ống thông vào đấy gần cái phần đấy, thì sau đó là lắp với cánh tay robot nối với cái hệ thống mạng tốc độ cao, thì một bác sĩ giỏi ở bệnh viện Bạch Mai có thể ngồi ở đấy để chúng ta can thiệp cho bệnh nhân, sau đó là xong rồi bác sĩ kia rút ra và chúng ta thế. Thì bên Ấn Độ, bên Mỹ người ta đã triển khai can thiệp từ xa đó và không, thì tuy nhiên là cái hệ thống đấy nó cần có thời gian để nó mô phỏng được đề, bởi vì nó còn rất nhiều câu hỏi ra. Mọi thứ nó diễn ra rất là xa, nhưng lúc xảy ra, nhỡ xảy ra biến chứng thì ai là người ở trực đấy giải quyết được, thì cánh tay đấy không thể giải quyết được tất cả biến chứng nó xảy ra. Vì đó cho nên là những cái định hướng và những can thiệp phức tạp thì hoàn toàn. Thế còn tiến bộ của tim mạch như chúng tôi đã nói là nhờ cái hưởng lợi của cái khái niệm và các cái ý tưởng trong tim mạch can thiệp, thì nó sẽ dẫn tới là can mạch máu rất nhiều tiến bộ, và đặc biệt can thiệp cho đột quỵ cũng cực kỳ nhiều tiến bộ. Và gần đây ở đây chúng ta cũng đã làm nhiều với những trường hợp mà xuất huyết não người trẻ, thì người ta thấy là tuyệt đại đa số nó liên quan tới những các cái vấn đề có dị dạng và phình mạch não, thì lúc này thì nhanh chóng chúng ta nhờ cái tích hợp hình ảnh chúng ta chẩn đoán được từ rất nhanh chóng để xác định được là có phình mạch, vị trí ra làm sao, mức độ như thế nào, và có một cái hội chẩn giữa một đội nhóm. Bây giờ trong y học bao giờ chúng ta cũng phải có nhóm hội chẩn giữa bác sĩ nội khoa, ngoại khoa, can thiệp vân vân, hồi sức, để chúng ta đưa ra quyết định. Cái này là hoàn toàn nhập được. Hầu hết hiện nay thì với những cái đột quỵ trẻ đấy, can thiệp qua đường ống thông, người ta biết cái chỗ bình đó rất nhanh chóng, hoặc là người ta đưa cái coi vào, người ta dùng các cái stent nắn dòng chảy cộng thêm cho coi vào, thì tôi nghĩ là bệnh viện làm việc chúng ta đã làm hoặc tiếp cận những cái chuyện đó. Hoặc là nếu đột quỵ do
tắc mạch thì người ta cũng có dùng để hút cục máu đông ra giống như là chúng ta hút cho động mạch vành. Tất nhiên là can thiệp của đột quỵ não đấy, còn những vấn đề bàn cãi khác một chút, xu hướng gần như là người ta tiến hành như vậy được. Bên cạnh đó thì nhờ những cái chẩn đoán hình ảnh định vị này thì thay vì chúng ta phải mở giảm áp vân vân, người ta hoàn toàn có thể dẫn lưu các cái vùng chảy máu đông, các cái định vị của chẩn đoán hình ảnh thì quan trọng là ta phải. Còn cái vấn đề của bác hỏi là về là xenograft, có nghĩa là ghép tạng khác loài chứ không phải là đồng loài. Ghép tạng khác loài là một vấn đề thời sự rất là nóng mà chúng tôi tìm hội thảo của các họ chuyên gia chuyên về ghép tạng ở bên Hoa Kỳ chữa về suy tim đấy, thì người ta có cái ghép tạng bởi vì cái đối tượng người cho bây giờ là ít so với ngày xưa. Các nước phát triển như Mỹ mấy cái thứ thì ít chết do tai nạn đó, hoặc là những ta chữa sống lâu rồi, còn cái ông chết đã già rồi thì người tạng không lấy được mà ghép. Ta phải nghĩ đến chuyện là hai hướng, một là tim nhân tạo hiện nay đã khá thành công với cái dụng cụ hỗ trợ thất trái, ngày xưa chỉ cho bệnh nhân sống được 1-2 năm để trong thời gian chờ ghép tim, thì hiện nay những cái dụng cụ rất là tốt, người ta đã thay thế trái tim của chúng ta cho bệnh nhân chạy đã tới 10 năm, bệnh nhân thế là cái tiến bộ như vậy đấy. Dùng thất trái người ta đặt từ mỏm tim này vào pin để người ta chạy, thì đấy hướng thứ nhất là hay như là tim thì chúng ta tim nhân tạo. Hướng thứ hai là ghép dùng một cái biến đổi cái chưa biết đến đâu. Cái số hiện tại bây giờ đến khoảng 2 giờ một. Tiêm 1 năm tiêm lành mắt cái lạnh được và nhìn Xin mời các đồng nghiệp chúng ta có câu hỏi gì dành tặng cho các chuyên gia, các bác sĩ của chúng ta thì chúng ta có thể giơ tay để bộ phận lễ tân có thể chuyển mic đến cho các anh chị ạ. Vâng ạ, kính thưa các thầy, thì do thời lượng thì có hạn và chúng ta sẽ còn phải tiếp tục làm chương trình truyền hình trực tiếp ca can thiệp, nên xin phép các thầy